Thưa các chị, xin chào chị Nga Trương. Vào rất là nhanh luôn. Hôm nay là gi lê len nhá, lâu lâu em về mới lại bé thêm một lô gi lê len nhé mọi nhá. Len hôm nay thì nó sẽ 50-50, họa tiết và đơn sắc. Nhưng mà cái đơn sắc của nó thì kiểu rất là hay. Kiểu rất là hay. Dạ đi thôi các bạn ơi. Xin chào chị Bon Su PL nhá. Này, những con như này ạ. Ngày hôm nay sẽ có một mức giá khác so với mọi hôm. Bình thường em khui là 130, ngày hôm nay sẽ rẻ hơn một chút thôi nhá. Nhưng mà nói chung là đẹp. Cầm lên cái áo rất là sướng luôn. Đẹp chưa? 120.000 thôi, ngày hôm nay giá hai không cần phải chia sẻ đâu ạ. Bán những cái số này thôi. Xin chào chị Hương Giang. Bây giờ mọi người sắm được rồi bởi vì chuẩn bị thu rồi. Xin chào chị Tới Hoàng, những con này thì rất là đẹp. Cái nhỏ thôi nhá. Đây, em mua đẹp chưa? Hồi với phong, sơ mi hay là huyền lỉ thì rất là đẹp luôn ạ. Xin chào chị Gấm Hoàng ạ. Ô, chị Gấm Hoàng với chị Tới Hoàng có họ không đấy? Hoàng này con lông thỏ rất là đẹp luôn. Em sợi đan nhá mọi nhá. Sợi này ít. Sợi này thì hiếm. Nó là ốp hay sao? Hiếm mộng mơ. Chất len rất là dày dặn luôn nhá. Đơn giản nhưng mặc rất xinh á. Xin chào chị Anh Sương. Xin chào chị Thảo Ba Tê. Mọi người ơi, làm đi thôi. Đấy, con họa tiết nhỏ nhỏ xinh xinh như này rất là đẹp luôn. Mặc kiểu crop top xinh lắm. 120.000 thôi ạ, giá gọi là tận gốc rồi đấy. Tên thanh đùi này quen thế nhỉ? Thanh đùi này phải bạn trang không? Ừ, con nghe sợi đẹp chưa này mọi người này. Chất rất là chất như mọi nhá. Lên xinh lắm luôn này. Sợi rồi đan rồi họa tiết rồi đầy đủ màu sắc hết cho mọi người nhé. Ok, đây một trăm mắt đây sẽ like luôn. Thì cái màu tông màu kem kem này đẹp mà dễ phối lắm. Mọi người phối cái gì cũng đẹp luôn đấy. Nhìn thường màu đó không? Bạn thường này. Hello mọi người, bán đi thôi. Nhờ có mình phép nhỉ. Chào chị Chỉ Nguyễn ạ. Chắc có chị bắt em à? Chọn cho chị 5 cái gì lên bất kỳ. Chị không chốt được. Đẹp chưa? 120.000 thôi nhé mọi người, đồng giá đấy. Chị là chị mắt tôi đi. Đây này, con này thì thôi không phải bàn luôn. Đó. Em này ạ, à, oversize ạ, à, mặc lên đảm bảo đẹp luôn. Con này chả yếu này. Bán đến đâu hết đấy. Sàng chưa bà ơi. Ui này đẹp chưa, len móc với mọi người. Len móc này. Cúc thép nhé mọi nhé. Màu xanh ngọc. Siêu đẹp. Đợi 1-2 giây, à đợi 30 giây đây cho mọi người vào đông thì mình cùng nhau chiến đấu. Hôm ngoái em để một con như này màu đen này, hôm nay có một con màu đỏ mặc lên đảm bảo xinh. Đây tí mặc cho mình xem thôi. Tông màu nó rất là dễ chịu ấy mọi người. Tông màu rất là đẹp luôn. Có màu đen không à? Có màu đen nhé. Đã đi chị à? Ok. Màu đen là nằm ở dãy sau nhá. Đợi em một chút.
em vệ sinh lắm. Đâu mời có đi ăn say mà. XL không? Có đấy chị ạ. Chị ơi lên đi lát nữa đông em không tranh được. Ok, 120 thôi nhá, lên nhanh. Đó, em đầu tiên nhá, em này là các chị 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, dưới 55 cân nhá. Đó là đồng khuy kiểu khóa đấy ạ. 120 thôi mọi người nhá, mã là 947 này. 120, mã là 947 cho em này. Con này đẹp quá. Em này S và M nhá, mặc chỗ này lên móc nhá. S và M mặc đẹp cho em ạ, S và M dưới 55 cân. 120, mã là 858. 120 thì mã số là 858. Đẹp chưa? 55 cân quay đầu mặc xinh này, dưới 55 cân nhá. S và M, 120, mã là 620. Em này các chị size nhỏ thôi, dưới 52 cân là đẹp nhất rồi. Crop top đấy ạ, xinh lắm. 52 cân quay đầu mà đẹp nhá, dưới 52 cân này. Em này 120, mã là 862. Chị có lên mã được chốt ạ. Ok em đặt mã đây. Mã số là 862. 858 chị thu hàng. Áo của em đang mặc nhá, em này là oversize, bao nhiêu cân vừa luôn, chất có đẹp lắm. 120 ạ, mã là 797, chất đẹp. 120, mã là 797 nhá. Đó. Em này các chị 55 cân quay đầu mà đẹp này. Mọi người nhìn thừng nó bạn hết không? Mới như là độ mới như lai linh luôn ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân nhá. Em này 120, mã là 664 này. 120, mã số là 664 cho em nhá. Đây, 97 chị Hương Nguyễn. Con len sợi dày đẹp này mọi người lấy đi, dễ mặc lắm. Em này S và M 55 cân quay đầu thôi, mặc rộng rộng cho mới đẹp, dưới 55 cân nhá. 120, mã số là 650. Đây này, 650 chị Thảo Ba T. Em này phi size nhá, bao nhiêu cân cũng mặc vừa luôn, dày bịch luôn. Phi size nhá, dưới 60 cân, dưới 60 cân ạ. 120, mã số 700. Ui này, con này mới đẹp. Em này S và M nhỏ, dưới 53 cân nhá. 650 nhá, chị đã 53 cân đấy. Quay đầu mặc đẹp ạ, đẹp này. 120, mã là 638. 120, mã 638, đen lông thỏ nhá. Em này S và M, xinh lắm. S và M lông thỏ dày ạ. 120, mã là 725. 120, mã 725, đây này, oversize này. Mọi người dày bịch luôn ạ. Oversize, oversize nhá, dưới 65 cân. Dưới 65 cân ạ, 120 nhá, mã là 742. 742 ạ, S và M lông thỏ màu hồng này. Nói chung này đa dạng màu lắm. S và M dưới 55 cân ạ, 120, mã là 707. Ủa các chị ơi, các chị ạ, chỉ size nhỏ mà con này sẽ đẹp hơn size to mà không đẹp đâu ạ, dày lắm ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 992 nhá. 120, mã 992 này. Phi size dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 906 đây. Chị Đinh Thu Hà, anh mới mong tin luôn đấy ạ. 706 cho chị Ngọc Hà. Lên ép dày nhá mọi nhá, cầm chắc ạ. Em này các chị 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã là 775, màu tím nhạt mặc lên rất xinh. Ôi đẹp chưa này, em này 60 cân quay đầu nhá, bạn từng hết chị, luôn. Chị ra, chị 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 891 này. 120, mã là 891 cho em này, oversize này, ôi chất dày đẹp quá. Phi size các bạn nhá, oversize cho em ạ, dưới 65 cân mà ok luôn ạ. 120, mã là 716 chị, đấy. Chị ăn đi. Cho chị một cái áo len họa tiết kìa. Để cái gì lên dạ họa tiết. 891 chị Hương Nguyễn. Con này nhá, đây là các bạn không chốt nhá, tôi mặc lên thử cho các bạn xem. Đẹp vãi luôn ấy, những con này mới đẹp này. Con này đỉnh chất thì lại không chốt. S và M này. Em này 52, 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120. Mã số em này là mã 620 này. Đẹp. Cái này là đẹp nhất luôn chương. 120, mã 620 nhá. Dạ, di lê này các chị size 55 cân quay đầu mặc đẹp thôi. 120 nhá, rất chất lên ép ạ. Mã là 784. 120, mã 784 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Màu đẹp chưa này. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Những cái con đơn sắc mặc lên đẹp lắm. Dưới 55 cân ạ, 120, mã là 787. 120.000, mã số là 787 cho em nhé mọi nhá. Đây. Màu xanh nhẹ nhá. Sáu hai chị Thị Sinh Nguyễn. Màu xanh nhẹ ạ, S và M dưới 55 cân nhá, 120, mã là 857 ạ. 620 thì mã em mặc nhá. Màu đẹp nhờ. Em này các chị có cân nặng 55 cân quay đầu. Đài Trang Nguyễn. Đây. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 973. 120.000, mã số là 973 cho em nhá. Đây, đẹp chưa? Con này các chị size nhỏ thôi, giống như của em mặc này lên xinh lắm. Cái này mọi người thả xuông ở dưới cũng được luôn là S và M nhỏ dưới 52 cân nhá. 120, mã là 737. 120, mã là 737. 887 chị Thị Sinh Nguyễn. Ui này, đẹp quá. Con này thì mặc lên xinh lắm luôn ạ. Cái dây này đây này, mọi người có thể buộc vào nhá. Này, cái chất của nó đây này. Đó. S và M dưới 50, dưới 55 cân ạ. 120, mã là 958. Xinh quá.
Phi sai ạ, à. SML đều sinh nhá, SML đều sinh. 120, mã là 996 này. 120 mã 996 này, tiếp theo nhá mọi người ơi. Con này là có đai đi kèm size S nhá. Xinh, con này phối với sơ mi trắng tuyệt vời luôn. S và M nhỏ dưới 52 cân ạ, dáng bé béo nhá. 120 mã là 920. 120 mã là 920 nha này. Màu xanh tím than này mặc lên mới xinh này. Em này ạ, à, SML 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Thảo Linh Lan. SML mặc đẹp cho em ạ. Em này 120 mã là 997. 120 mã là 997. Chị nào cần màu đen nhá. Em này 60 cân quay đầu mặc đẹp đơn giản. 60 cân quay đầu mặc xinh nhá. 920 chị Hảo Hán Hương. 60 cân quay đầu mặc xinh ạ. À, cái nào mỏng thì em sẽ bảo, còn đa phần là dày nhá, không nói gì là dày. Em này ạ, dưới 60 cân nhá, 120 mã là 73736 á. Có những cái nào hàng thu thì em sẽ báo luôn. Cái nào mùa thu thì em sẽ báo luôn nhá. Ui đen này mọi người ơi. Đen này đẹp dã man luôn. Size này S và M dưới 55 cân ạ, vặn thừng hết nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã số là 683. 120 mã 683 cho em nhé mọi người nhá. Ôi dày quá. Dày bịt luôn ạ. Em này nhìn như vậy thôi, chỉ 55 cân quay đầu thôi, trẻ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân này. Trẻ, dày. 120 mã số là 667. Em lên màu đen size rồi, XL đi. Em bảo em lấy một đúng mà tìm một đen em không thấy đâu mà bị sao nó theo hàng ấy. Em này 53 cân quay đầu mặc đẹp, lông thỏ trắng nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 786 này. 120.000 mã là 786 cho em ạ. Đây. Okay. 667 chị Thảo Linh Lan. Đây mọi người nhìn chưa? S và M dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã là 652. 736 chị Tinh Phu à. Con đẹp thôi, con này còn có cái tag đi kèm luôn, rất là xinh nhỉ. Em này 52 cân quay đầu thôi, S và M nhá. 120 lông thỏ, mã là 910. 120 mã 910. Đây là mấy em hiếm này. Em này là cổ lọ nhá. Em này dưới 53 cân, S và M nhá. 120 mã là 702. 120.000 mã số là 702 cho em nhá. Ôi xinh quá. Nhẹ nhàng. 683 chị Hiền Tô. Nhẹ nhàng nhé mọi nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 96. 920.000 mã số là 963 cho em các bạn nhé. 702 chị Vũ Thị Thùy Dương. Em này là mấy em len sợi nhá, nhẹ tênh mà mặc rất sướng luôn ạ. Phi size SML mặc đẹp ạ, chất len sợi, nhẹ tênh luôn ạ. 120 mã là 853. 853 hôm qua em bán cái len Phương Bắc ấy, cái đấy thì nó dày, còn cái này thì nó là ở giữa, dày và mỏng, nó 50-50 ấy, khoảng tỷ lệ 70-30. Mùa thu thì có 30%, còn mùa đông thì có 70%. Thế nên là mọi người cần dày thì mọi người phải lưu ý nhá. Còn cần mỏng thì em sẽ nhắc rồi. S và M dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 120, mã là 876 đấy. Đấy, nhiều lúc nó cũng khó lắm, không biết mọi người cần nhu cầu gì. Chị 63 chị Thuận Nguyễn. 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Đấy, những con như này thì nó dày rồi. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã số là 832. 120.000 mã số là 832, màu vàng xinh quá. Em này ạ, à, 52-53 cân quay đầu nhá. Chất của nó này. 52-53 cân quay đầu mặc đẹp ạ, đơn giản rất đẹp ạ. 120 mã là 972. 120.000 mã 972, len sợi này, mắc chỉ đánh size M thôi. Cầm khá là sướng luôn. 48-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 835 này. Chất dày dặn. Ê. 120 mã 835 cho em này, xinh quá. Em này ạ, à, S và M dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé mọi nhá. 55 cân quay đầu mặc xinh này. 120 mã số là 719 này. Có các áo đen không? Có. Có chị mặc quá chứ. Có. Đây là con tím than em bảo mọi người mặc lên đẹp này. Đơn sắc mặc lên nhìn sao trong lịch sử. Em này ạ, à, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. SML thì ok. Dưới 60 cân ạ, 120 mã là 997 này. 120 mã là 997 cho em nhá. Cảm ơn chị Đinh Thu Hà. Một em màu xanh lá nhá mọi người nhá. S và M dưới 55 cân. Dưới 55 cân ạ, 120 mã là 823. 120.000 mã số là 823. Màu này đẹp quá này. Phi size nhá, dưới 65 cân mặc đẹp này. Kẻ 65 cân quay đầu mặc đẹp dưới 65 cân ạ. 120 mã là 642. 120.000 mã số là 642. Hai em này đều rất dày. Mấy em lông thỏ này size dưới 55 cân nhá. S và M cầm chắc tay luôn ạ. S và M mặc đẹp nhá. 55 cân quay đầu mặc xinh ạ. Lông thỏ màu be nhá. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 722.
120.000 đó là 792 Vương Hoàng. Rất dày lên mọi người. S và M dưới 55 cân nhé, bạn thường hết ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp. 120 đó là 720. 120 đó số là 720 cho em ạ. Con này nó là chất xịn hẳn luôn nhé mọi người. Dưới 50 cân là size S nhé mọi người. Màu vàng mơ ấy. 50 cân quay đầu mặc đẹp chất xịn cực. 120 mã là 655. 120 mã 655 nha. Em này các chị có cân nặng 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 708. 120.000 mã là 708. Đen sợi này. Như con này chỉ cần mà như chất như em đang mặc vào mặc đã đóng sực lên rồi ấy. Em này ạ, 55 cân quay đầu thôi ạ. Dáng rộng nhưng mà nó chỉ 55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá. 120 này, mã là 760. Mặc âm lại luôn. 760 nha em nhé mọi người. Chất sợi màu trắng nhá. Con này mà mọi người mặc với phông đen hoặc có cổ đều rất đẹp luôn này. Đó là len sợi này. Rõ từng sợi luôn. Em này ạ, S và M dưới 55 cân thôi. 120, mã là 830. 120, mã số là 830 nha em nhé. Rồi ôi, đây là một con mà em nghĩ là mọi người sẽ rất thích. Đây là một em vai vuông nhá mọi người. Con này chỉ S mặc đẹp thôi. Xinh lắm. 40 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân len sợi nhá. 120, mã là 903. Này các bạn nhìn thấy chưa? Vai vuông nó gập vào sẵn rồi ạ. 120, mã là 903 cho em nhá. 120.000, mã là 903 cho em. Tiếp theo màu B này. Chất của nó là chất len sợi nhá mọi người. Đó. 40 S và M dưới 55 cân ạ. Nó đánh sợi ngang. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp. 120, mã là 712. 102 mã là 712 cho em ạ. Tiếp tục nha. Em này là một em len họa tiết thổ cẩm này. S và M dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 836. 120 mã là 836. Chị nào cần đẹp ạ. Size dày, chất len đẹp. À quên mất. Size nhỏ, chất len dày đẹp. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân ạ. 120 mã là 904. Chất dày á. 120.000 mã số là 904 cho em nhé mọi nhá. Màu trắng ạ. Em này mắc này đánh size M cho em nhé. 50 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Màu trắng nhé. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 901. Chất sợi đang rất xinh luôn ạ. Lương Phạm Thanh mới bóc đầy đủ thông tin nhé. 65 cân quay đầu mặc đẹp. MLXL. Chất đan sợi dày. Dưới 65 cân nhé. 120 mã 36 chị Mai Nguyễn. Mã số là 879 ạ. Nên nó có cả loại mùa hè mùa đông ấy. Thế nên là con nào mùa hè hay là mùa thu thì em sẽ bảo mọi người nhé. Đây con này là mùa đông dày lắm. Em này các chị dưới 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp. SML đời sinh ạ. 120 mã là 822. 120.000 mã số là 822 cho em này. Em này chỉ size S thôi nhá. Hai bên của nó bực dây. Chất len của nó là len hạt gạo dày. Size S thôi mọi người nhá. Len hạt gạo dày nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp. Dưới 50 cân ạ. 120 mã là 944. 120.000 mã số là 944 cho em này. 120 mã số là 944 cho em nhé. Chất dày bịt luôn. 82 chị Trần Phương. S và M 55 cân quay đầu mặc xinh ạ. Dưới 55 cân nhé. 120 mã là 612. 120.000 mã 612 ạ. Một em đỏ. Đỏ này các chị 55 đến 60 cân nhé. 944 hơn. 55 đến 60 cân ạ. 120 mã là 989. Dày này mọi người ơi. Con này nó là len móc ạ. Size này các chị S và M đều xinh ạ. Len móc lên mọi người không biết gì rõ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 990. 120.000 mã 990 ạ. Tiếp theo em này là một em len móc hoa và chỉ size S thôi. Toàn bộ viền tay và viền cổ này, nó là móc kiểu móc hoa rất xinh luôn. Cả phần thân nữa ạ. Size S thôi mọi người nhá. Không có gì đâu. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Những con này thì mặc lên đã xinh ngay, tiểu thư ngay. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 thôi ạ. Mã là 995. 120 mã 995 cho em nhé. Tiếp theo ạ. Ôi, có chất màu xanh này hiếm lắm này. Hàng khá là cầm khá là sướng. Em này các chị có cân nặng tầm S và M dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 632. 120.000 mã số là 632 cho em nhé. Em này một em này màu be be nhá. Em này ạ, à, các chị nhìn nó vậy thôi nhưng chỉ S và M mặc xinh thôi. Cái vai của nó là đã đánh vai nhọn ra này. S và M nhá, dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân ạ. À, cổ V rất xinh. 120 mã là 847. 120.000 mã số là 847 cho em nhá. Đây. Con này mặc lên mới xinh này. Em này mặc lên mới xinh này. Cái bên cầu vai này nó có ngọc nhá. À có phối cúc ấy ạ.
Em này các chị có cân nặng dưới 55 cân nhá. Đó là hai vạt ấy, mặc lên với cả sơ mi oversize cũng rất đẹp, hoặc là đóng thùng cũng xinh. S và M dưới 55 cân ạ. 120, mã là 692. Rồi cái dãy màu tối đi. Thùy Trang khách mới bóc công ty đi ạ. 692 chị Hân ơi. Mặc lên vừa xinh vừa sang ạ. Phi size SML mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 120 ạ. Mã là 719 đây. Xinh như này. Không phải là mắc gì. Đẹp chưa? Em này các chị 50 đến 60 cân nhé. Chỗ này là cúc đóng ạ. Nó là can ngừng đấy. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Dưới 60 cân này 120, mã là 889 ạ. 120, mã 889 cho em ạ. Con này thì bánh bèo size S là xinh thôi, màu đen nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh, bánh bèo lắm. 50 cân quay đầu mặc xinh, đằng sau nó sẽ như này này. Mặc lên sơ mi trắng quá đẹp luôn. 50 cân quay đầu mặc xinh nhá. 120, mã là 733. Dày chưa? Những con họa tiết mặc lên đều xinh cả. Con nào mặc lên xinh luôn. Em này F và M dưới 55 cân. 889 chị Minh Huệ. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120, mã là 721. 120, mã là 721 cho em nhé bạn nhé. Tiếp theo ạ, chị nào cần màu lông thỏ này, họa tiết nhá. Ôi xinh quá. S và M cho em, rất dày và rất là xinh luôn. 733 chị Huệ đoán. S và M, 120, mã là 735. 120 mã 735 cho em nhé. Chị Huệ đàn đi bóc tin nào. Đây ạ, một em này ạ. Cardigan nhưng mà nó giả nó là khoác, giả cardigan nữa. Em này phi size SML đều xinh nhá. Có cúc ở đây. Dưới 65 cân, 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Xinh á. 120 mã là 807. 120 mã 807. Chị nào được con len F này mới xinh này. Cái chất này của nó là len F dày bịch luôn ạ. Họa tiết răng sói nhá, hai bên cúc này. 40 cho đến 50 cân size S chuẩn ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp. 120 mã số 5. 120 mã số 5 cho em. 721 chốt chị Liên Dương. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. S, M, L dưới 60 cân nhá. 120 mã là 839. 120 mã 839 ạ. Như con như này mọi người lấy đi này. Cái chất đen của nó thần thánh luôn ấy. Nó không phải giày bịch bình binh đâu, nhưng mà nó như con em đang mặc là giày bịch bình binh. Còn những con như này ạ, vừa thời tiết miền Bắc ạ, và ví dụ mọi người tầm từ 16 cho đến 16 độ trở lên đến 20 độ mặc rất đẹp luôn. SM cho em dưới 55 cân ạ, đầy đủ cúc nhá. 120, mã là 697. 947 cho em này. Giày bịch ạ, rất là đẹp luôn. Em này hãng mà đánh là size M cho em nhé bạn nhá. Size M cho em 50 đến 55 cân, nói chung hàng hãng thì nó phải tiền thủ rồi. 120 mã là 961 cho em này. 120 mã 961 cho em này. Họa tiết nhá, dày dặn rất là đẹp. Em này ạ. Chỗ này có dây buộc nhá. Dây rút lên. 697 chị Hà Nguyễn Thu. Em này ạ, SML dưới 60 cân ạ. 120 mã là 603. 120 mã 603 cho em nhá. Ui các bà ơi, những con đi này phối lên ạ. Xinh ngất người luôn ạ. Em này còn nguyên tạc luôn này. 52 cân quay đầu mặc đẹp, đó là len hạt gạo. Màu phối đẹp chưa, len hạt gạo này. Dưới 52 cân nhá. 120, mã là 878. 120, mã 878 này. Đây ạ. Mọi người cần một hàng đông mà dày ấy. Mọi người lấy 961 chị Nguyễn Trinh Quyền. Còn nếu mà mùa thu thì em sẽ nhắc mọi người. Mùa thu giá sẽ rẻ hơn. Em này S và M dưới 55 cân nhá. 120, mã là 647 này. Đẹp. M, SM 120, mã 647 ạ. Chị nào cần 690, đồng đen đấy ạ. Những con đen này mặc lên vừa xinh vừa yêu luôn, đơn giản và rất là đẹp luôn. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dày 120, mã là 643. Con nào thu thì em sẽ bảo mọi người. Em không biết nào nhưng mà mọi người, em không biết mọi người nào nhưng mà em rất thích màu tím than ạ. Đen và tím than phối lên đẹp lắm. S và M dưới 55 cân ạ, 120, mã là 834. 120, mã số là 834 cho em này. Ôi này. Cái con này cái con họa tiết như 643 xịn thôi. Phi size SML dưới 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp, họa tiết xịn luôn. 120 mã là 690 nhá. 120 mã là 690 cho em này. Đây ạ các chị ơi, toàn họa tiết xinh thôi ạ. SML dưới 55 cân nhá bạn nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân yên tâm là chất xịn. Mùa nào em bảo mùa đấy, ví dụ mùa thu em bảo mọi người để mọi người phối mùa thu rất là đẹp luôn. Nhiều lúc mọi người mặc gi lê dày vào mùa thu mọi người rất là nóng ấy. Đúng không? Nhiệt độ tầm 18-20 độ ấy thì mặc thu thôi. Ví dụ 16 độ các thứ thì mới mặc dày ấm mà. Đúng không? Thời trang nó theo mùa mà. Dưới 55 cân nhá. Nhưng con này dày ạ, 120, mã là 616.
120 mã là 616 cho em nhé mọi nhé. Tiếp tục bạn, những con giày như này thì rất là thích. M 39 chị Lam dưới 55 cân ạ, nhìn vậy thôi chỉ 55 cân ạ, 120 mã là 771 ạ. Áo của chị đang mặc mà quá ai cân rồi. Áo của em đang mặc size 60 cân quay đầu nhá. S M L đều xinh ạ. 120 mã là 719. 719 cho em nhé bạn nhá. 719 cho em này. Em này chỉ size S thôi, nó là họa tiết thổ cẩm rất xinh luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân ạ. 120 mã là 841. 120 mã số là 841 cho em nhé. Những con crop top này xinh lắm. Đây. Còn nguyên mạc nhé mọi nhá. Đẹp. 719 chị Phương Nguyễn. Em này ạ. S thôi, cúc của đây là đóng vào đây ạ. Em này các chị ở cân nặng 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân ạ. Còn nguyên mạc 120 mã là 868. 868 chốt rồi ạ. Áo chị mặc vừa chốt rồi. Có rồi. Ừ, chị một con kẻ đen trắng đi. Mấy con rất là đẹp mà các bà. Gì đây nhá, tôi mặc cho các bà xem con này nhá. Ôi đừng bỏ qua, đẹp như thế này. Giá mềm nhất cái vịt Bắc Bộ này luôn rồi. SML mặc đẹp nhá, em này 120 thôi, mã là 771. Xinh rất sắc luôn đấy. Cái mặt em xấu thôi nhưng mà cái hàng thì nó đẹp. Em này màu tím than nhá. À, chất dày chưa. Nhưng con hai bạn này mặc với phi size đẹp lắm. S và M dưới 55 cân này. Màu của màu xanh la vi nhá. 120 mã là 956. 868 chị Võ Hồng. Đây những con xanh la vi này mặc đơn giản nhưng mặc lên xinh lắm ấy. S và M dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, đó là chất đen này. Dày. 120 nhá mọi nhá, dưới 55 cân ạ. Mã số là 985. 120 mã số là 985 cho em nhá mọi nhá. Các bạn có màu. Đây mấy cái con cùng màu nhau nhá, những con 956 chị Nhung Hà. Những con cổ khít này em đảm bảo mọi người đẹp luôn. Em này các chị dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 53 cân này. 120 mã là 748. Đây cái con giày bình bình này, hàng mới bộ bơm vào liên tục giá vào rồi. Chị Nhung Hà. Phi size ạ, 65 cân quay đầu mặc đẹp, chất giày nhá. 120 mã là 960. 120 mã là 960 cho em ạ. Những em hãng như này thì mọi người lấy đi này. Lấy luôn chứ còn gì nữa. Có 120 thôi. Em này các chị S M L 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 976. 976 cho em nhé, họa tiết ạ. S và M mặc đẹp cho em này. Chất rất thích, dưới 52 cân. 40-52 cân nhé. 120 mã là 855. Toàn họa tiết đẹp. 120 mã 855 cho em này. Màu hồng rất xinh luôn, giả cardigan nhé. Em này 65 cân quay đầu mặc xinh này. Màu hồng ạ. 65 cân quay đầu mặc xinh ạ. 120 mã số 39, mọi người cứ phối cho xem. Phối lên xinh cực kỳ luôn. S và M còn nguyên mạc nhé, nó chưa hàng hãng. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã số là 38. Phương Đỗ 120 mã số 38 ạ. Chất siêu dày đẹp ạ. 65 cân quay đầu mặc xinh nha em này, chất dày nhá. S, M, L, XL dưới 65 cân ạ. 120 mã là 45. 120 mã số 45 cho em nhá. Trông mình sát len này. Em này các chị 55 đến 65 cân. Xinh dã man luôn, giả cái gừng ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân này. 120 thôi, mã số là 619. Chị ơi. Dày đanh luôn ạ. 120 mã số là 619 nhá mọi nhá. Tiếp theo những em đơn giản như này ạ, các chị dưới 52 cân nhá. Màu kem ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã số là 917. 120 mã là 917 cho em ạ. Đây ạ. S và M dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân nhá. 120 mã là 843. 120 mã 843 cho em nhé mọi nhá. Đây. Những con như cổ như này là rất là đẹp luôn, bởi vì nó là cổ vest sâu vừa phải mặc với sơ mi xinh nhất. 60 cân quay đầu nhá. SML mặc đẹp dưới 60 cân ạ. 120 mã là 988 màu mận. 120 mã 988 họa tiết này mọi người này. Mọi người cần họa tiết cũng có một màu, cũng có kiểu, có. 843 chị Thúy Lành Nguyễn. Giá gọi là sập sàn rồi. Em này ạ, 65 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 65 cân ạ, 120, mã là 974. 917 chị Hồng Nhung Nông. Ôi chất dày bịch luôn nhá mọi nhá. Con này các chị có cân nặng 55 đến 65 cân. Nó sẽ đóng khuy vào tận sâu trong đây luôn. Đây, nó có 4 cái khuy nhá, 4 cái chốt chốt luôn ạ. Em này các chị 55 đến 65 cân nhá. Rồi, 120, mã là 779 ạ, nó dày bịch luôn. 120, mã 779 ạ, nó không phải bọc kem đâu ạ. Em này ạ, 50 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120 mã là 659 này. 120 mã là 659, những con như này mới đẹp. Em này ạ,
kít nhá mọi nhá, phối lên với áo giữ nhiệt của chị con là quá xinh. Bé nghe chị nào size nhỏ chiu chiu à, 23 đến 26 cân, dưới 26 cân xinh lắm. Em lấy mọi người 70.000 nhá, cực đẹp thôi, mã là 607. 70k mã số là 607 ạ, à. Màu nâu chất dày nhá mọi nhá. SML 60 cân quay đầu mặc đẹp, chất len dày nhá. 60 cân quay đầu mặc xinh, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 948 nhá mọi nhá. Màu này đẹp đấy. 120, mã là 948 cho em nhá mọi nhá. 659 cho chị Mai Nguyễn. Đây, à, kiểu nhá, chất dày ạ. À, à không phải chất dày. Cầm nặng tay. S này 52 cân quay đầu, S và M nhá, 120, mã là 765. 122, mã là 765 cho em này. Đẹp nhờ. Em này ạ, à, các chị sai phi sai ạ, à, dưới 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp, 120, mã là 778. 120 mã là 778 nhá. Dày bịch luôn. Em này oversize được các chị nhá. Dưới 60 cân là mặc ok. Họa tiết này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã số 900. 120 mã số 900. Em này nhá, các chị có cân nặng 50 đến 60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 892. 948 chị Trang. Đây em size S nhá. Bánh bèo hẳn luôn, đính ngọc hết này. 40 đến 50 cân size S nhá, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 969. 120, mã là 969 cho em nhé mọi nhá. Ui, thổ cẩm đẹp quá. Em này các chị có cân nặng 40 đến 50 cân thôi các bà ơi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 898. 120, mã 898 cho em nhé mọi nhá. Phối màu này, chất dày nhé mọi nhá. Em này các chị 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Phối cổ đến đây nhá. Nó sâu đây này. 52 cân quay đầu mặc đẹp, chất dày bịch luôn. 120 mã là 883. 120 mã là 883. Con màu tím này à, nó là một em cổ cao luôn ạ. 898 chị Phan Trang. Con màu cổ cao này xinh nhá. Em này 48 đến 55 cân ạ. 120 mã số em này là 819 ạ, dày. 120 mã 819 nhá. Thì con dày em bảo dày thì mọi người cứ lấy. 883 chốt cho chị Phan Trang. Đen này. Em này ạ, à, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ô, con xin lỗi mọi người. Con này ạ, à, 45 đến 55 cân nhá, như The Real đấy. Dưới 55 cân hãng ấy ạ. 120, mã là 701. 120, mã là 701 cho em nhá mọi nhá. Màu đỏ này. S và M nhỏ dưới 52 cân ạ, à, 52 cân quay đầu mặc đẹp. 120, mã là 680. Ôi, dày luôn. 60 cân quay đầu mặc đẹp, đây này có vạn thừng lần trước nhá, màu xanh rất đẹp luôn. 50, 60 cân, dưới 60 cân ạ, à, 120, mã là 626 này. 120 mã là 626, mà em cổ lọ nhá. Cả một kiện này em chỉ có vài con cổ lọ thôi. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp, màu xanh tím than dày. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân này. 120 mã là 626 chị Vũ Thị Thùy Dương. 644 màu tím nhạt, con này em có đáp ảnh một lần và bao nhiêu người xin info, xin in tư của em ấy. Đây, em này SML mặc đẹp cho em màu tím nhạt nhá. 120 mã là 991 cho em này. Cho em xin in tư luôn. Em này các chị 60 cân quay đầu nhá, SML đều mặc xinh, dưới 60 cân ạ. 120, mã là 896. 896 ạ. Con này thì nó là hàng chất liệu vừa phải thu nhá mọi nhá. Nhưng mà chất nó là chất kiểu xịn đấy ạ. Những cái con quả chám mà chất như này mọi người phải biết, chất nó xịn lắm. Thôi, bớt cho mọi người nhìn ra, nhưng mà nó đẹp lắm. 55 đến 65 cân và mọi người nhận được, mọi người thấy chất nó rất xịn luôn ạ. Em này 110.000, mã là 909 ạ. Để cho mọi người về xem. 110.000, mã 909 cho em này. Tiếp theo một em này là một em gilê, nó có khối cổ sơ mi sẵn rồi đây này. Em này các chị, các bạn trẻ thôi ạ, 55 cân quay đầu mặc đẹp, S và M nhá. 120, mã là 940. 120, mã 940 cho em ạ, đây ạ. Màu trắng nữa, bạn từng nghe, S và M nhá. 120, mã là 662. 120, mã là 662 cho em này. Ôi, cầm thẳng tay nhá, cầm chắc tay đấy ạ. Em này size S cho em nhá, size S ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp. 120, mã số là 821. 120, mã là 821 cho em nhé. Phối màu đỉnh chưa này. 896 chị Hoa Sen. Nó là bạn thường ở đây ạ. À. Em này 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân ạ. À. 120, mã là 921. Hoa Sen cái bí đông đi ạ. 662 chị Đỗ Thanh Minh. Đây, cái con crop top này xinh quá. Lên đồ luôn. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhé, dưới 52 cân ạ. À. 120, mã số là 931. Chị Hoa Sen, 931 cho em nhé, mọi người yên tâm. Em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận nên thoải mái ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân này, mặc lên đảm bảo chỉ có xinh để lên thôi. 120, mã là 794. 921 cho chị Dung Võ Thu. Ui ôi này dày thế. Em này dưới 65 cân nhá, 50 đến 65 cân ạ. Chỗ này có rút eo tùy mọi người nhá. Nó làm kiểu đấy ạ, dưới 65 cân chất dày bịch luôn.
Đây có tăng mát đầy đủ này. Dưới 65 cân nhá. 120 mã là 811. 120 mã là 811 cho em ạ. Cái con màu nâu này đẹp lắm này. 50 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp dưới 65 cân ạ. 120 mã là 925. Áo của em đang mặc chất dày nè mọi người nè. Đẹp, cái vai của nó vuông ra nhìn rất xinh luôn. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã số là 771 này. Cho chị 120 mã là 771 cho em. Anh nhá, em mặc cho đội của em lên sợi rất là mềm luôn nhá. Con này màu mận phối với màu trắng đẹp lắm. 771 chút cho chị Thúy quay. Đấy, các bạn nhìn xem, phi size nhá, dưới 65 cân ạ. 120, mã là 760 này. Trời. Chị nào hỏi màu đen nhá. Em này các chị có cân nặng 50-65 cân hoặc các bạn size S thích cứ lấy ạ. 120, chất dày bịch ạ, mã là 880. 120 mã là 880 nhá. Chất đẹp này. Chất xịn này. Ánh xanh hơi ánh vàng nhá mọi nhá. Xanh hơi ánh vàng. Em này các chị dưới 60 cân ạ. S, M, L đều xinh. Nó mặc lên form như em mặc luôn. S, M, L xinh ạ. 120 mã là 699. 925 cho chị. 120 mã 699. Chị Huyền. Này các bạn ơi, 55 cân quay đầu mặc đẹp. Nhìn đơn giản nhưng mặc lên xinh luôn. Dưới 55 cân ạ. 120 mã số là 856. 120 mã số là 856 cho em nhá. Tím nhạt, tím mộng mơ. Em này các chị không cho chị Trần Thị Vân. 60 cân quay đầu, S, M, L những con đơn giản này mặc lên nhìn cực kỳ sang luôn. Dưới 65 dưới 60 cân ạ. 120 mã số là 50. Quan trọng là chất nó dày để cho mọi người phối đồ luôn. Mấy em màu đen đây, các chị nào vừa hỏi màu đen XL, L, XL đây. 856 50 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này 120 mã số là 678 này. 120 mã 678 cho em nhé bạn nhá. Em này là một em áo crop top. 50 cho chị Thu à. Nó không phải di lê đâu ạ. Rất là xinh để mọi người phối đồ nhá. Em lấy mọi người 100 thôi. Crop top này các chị 48 đến 52 cân, tôi đảm bảo những con này đỉnh luôn. Em này 100 nghìn nhá, mã là 908. 108 mã là 908 cho em nhá. Đây ạ, chất vừa phải, rất mặc lên rất là nhẹ và ấm ấy mọi người. Quan trọng là nó ấm mọi người ạ. Dày dặn thì nó sẽ cảm giác cầm dày, mọi người cảm giác cầm nó nặng tay nhưng mặc lên nhiều lúc không đẹp bằng con vừa vừa đâu ạ. Em này 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 979. Mọi người thử mà xem, bởi vì ra mọi người mặc sơ mi ấy, bên ngoài mà mọi người mặc cái này mặc rộng mới đẹp ạ. Mọi người mặc chật nó sẽ cảm giác nó không thoải mái đâu. Rồi đây, em phân tích trên khía cạnh thật cho mọi người đấy. Em này 50 đến 65 cân. Đó, 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân này. 120 mã là 658 ạ. 958 cho chị Hồng Nhung luôn. Mặc thoải mái thì nó sẽ rất là dễ chịu luôn. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này, dưới 60 cân ạ. 120 mã số là 645. Áo chị mặc quá chốt nhỉ. Vâng, đúng rồi. Áo chị mặc quá chốt. Áo mặc đẹp như này. Len sợi đẹp như này các bạn. Em này ạ, các chị size dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp này. Họa tiết này chẳng gặp lại đâu. 40 52 cân ạ, 120 mã là 740. 120 là 740 này, màu kem nhá. Kem này các chị dưới 53 cân quay đầu thôi. Chỗ này hai bên này nó sẽ có họa tiết nha. Đơn giản này. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120 mã là 915. 120.000 mã số là 915. Đây, năm nay đang hot cái dòng này này mọi người này. Nó giả như kiểu dạ tuyết ý, di lê dạ tuyết ý. Đó. Mặc lên xinh nhất người luôn. Em này ạ, 45 đến 55 cân nhá. 120. Mã số em này là 710. Chị Thúy Lệ Nguyễn. 710 nghe nhá bạn nhá. Đây là một em này dành cho bạn trẻ, chị áo con gái mặc lên sẽ rất là xinh luôn. Bé này các chị có cân nặng tầm 34 đến 38 cân nhá. 90.000 mã là 749. 90k mã 749 nha này. Đây là mấy em hàng hãng nhá bạn nhá. Em này chỉ S mặc đẹp thôi. Tay rơi, tay tròn luôn ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 671. 120 mã 671 trên này. Một em len thu nhá mọi người, rất xinh luôn. Gọi là len mùa thu nhưng nó mặc mùa đông ok luôn. Mọi người mặc cái sơ mi trắng và mặc cái này ra ngoài nhìn với nhiệt độ 18 độ vẫn chơi được nhá. Em này các chị có cân nặng size M 48 đến 55 cân, hai bên có hàng cúc nhá. Em lấy 100 nghìn ạ. Mã là 928. 100 nghìn mã là 928. Còn nếu mọi người muốn dày gãi hàng 749 chị Vương Hoàng thì cứ bình thường em không nhặt thì là dài hàng. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 873. Vương Hoàng. Ui các bạn ơi, len móc này mọi người, len móc này là ít nhá. Chờ độ dày vừa phải thôi, nhưng cái chất len móc này nó đắt hơn bình thường ấy. 50 đến 60 cân ạ. 120 mã là 666 này.
128, chị Hoa Cường. Em này 50 60 cân ạ, 60 cân quay đầu một cái. Các bạn có tin không? Các bạn một con mặc con áo phông có cổ màu đen vào đây. Lên trơn rồi, mặc cái áo gì lên đỉnh chót luôn. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 828 này. Đi lên này, phối đi lên á, dễ và đẹp lắm. Tiếp theo này. Em này là mùa thu nhá, 50 60 cân mùa thu này. Dưới 60 cân nhá, mùa thu này 100 nghìn, mã là 752. Nên con mùa thu thì nó sẽ mang lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, mặc như không mặc nhưng vẫn đủ giữ ấm. Giá nó sẽ rẻ hơn á. Em này 65 cân quay đầu mùa đông dày vịt. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân này. 120, mã là 631. 120, mã là 631 cho em nhá mọi người ơi. Mùa đông nhớ mọi nhá. Xinh quá. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân này S và M 120, mã là 95. Dày nhớ là dày luôn, không phải suy nghĩ nhiều ạ. Em này các chị dày bịch luôn ạ. Em này các chị S và M cầm. Dưới 52 cân tôi đảm bảo đẹp ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã số em này là 983. Những con này thì xứng đáng lắm. 120.000 rất xứng đáng. Mã 983 cho em nhé mọi nhé. 983 cho em này. Đây này, cái con họa tiết như này đây. Hiếm lắm, từ nãy giờ tôi thấy cái con này chắc là con hình như thứ 2 luôn. Họa tiết trùng nhau. 48 đến 55 cân nhé. 120 size M, mã là 826, rất dày luôn. 120 mã là 826 cho em nhé mọi nhé. 983 chị Phúc có. Đây này. Nhẹ nhưng rất ấm luôn. S và M dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp. 120 mã là 758. 120 mã là 758 cho em nhé. Đây ạ, những con như này mặc lên đảm bảo xinh luôn. Em này các chị có cân nặng chỉ size 55 cân rồi. 60 cân mặc vừa nhưng mặc lên nó sẽ bị căng, nhìn nó không đẹp đâu. S và M dưới 55 cân ạ, 120 mã là 682. 826 thì hòa đỗ. Dày đẹp đấy này. 65 cân quay đầu, rất dày bịch nhá. 50 cân đến 65 cân ạ, 120 mã là 971. 122. Con này ở mức vừa phải nhưng mà mặc lên thì đảm bảo xinh, trông thì khỏe. S và M dưới 53 cân ạ, 120, mã số là 10. Cầm nó chắc tay ấy. 682 chị Hương Phan. 60 cân quay đầu mặc đẹp, chất dày bịch ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã số 47. 120 mã 47 cho em ạ, họa tiết. 758 cho chị Quỳnh Na Đỗ. Phi size S, M, L đều xinh nhá, chất dày ạ. 120, mã số em này là mã 41. Số 10 cho chị Hiếu Bùi. Ôi xinh quá. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân ạ. Quỳnh Na Đỗ phải 120, mã số 40. Đúng rồi, ui, cái con như này thì em nghĩ là mọi người ơi, không có lại đâu ạ, size S nhá mọi nhá. Này, chốt nhá, khoác ngoài rất xinh luôn. Trời ơi, 50 cân quay đầu mặc đẹp thôi, dưới 50 cân ạ. Đẹp, đẹp cả đường đi rồi về. 120, mã số em này là mã số 25. Đó, chỗ này toàn họa tiết đỉnh luôn. S và M dưới 55 cân nhá mọi nhá. Đó. 55 cân quay đầu mặc đẹp, S và M nhá, dưới 55 cân ạ. 120, mã số 59. 120 mã số 59 cho em này. Màu mận nhé các bà ơi. Thưa chị con trà. Em này các chị có cân nặng tầm vừa. 48 đến 55 cân size M nhá. 120 mã là 623. 120 mã 623 họa tiết này. Em này mắc nó đánh ra size XL nhá mọi nhá. 25 chiều hơn. Mắc đánh ra size XL cho em nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 65 cân. 120 mã là 755. Em này dưới 65 cân ạ, màu rất nhã luôn. Trông sang ạ, dưới 65 cân ạ. 120, mã là 860. 62 chị Kiều Bông. Một em này muối tiêu nhá các bạn. Muối này đẹp lắm, chất dày nhá mọi nhá. Dày. Em này 65 cân, 60 cân quay đầu. 50 đến 60 cân cổ vê sộn đây. Dưới 60 cân nhá, 120, mã là 728. 120 mã 728. 755 chị Nguyệt Minh. Đen trơn nhá mọi nhá. Chỗ này có họa tiết trên áo chứ không phải đen trơn kiểu không phải thế nào, nó giống bạn thường ạ. Em này 48 đến 55 cân size M đẹp nhất. 120 mã là 651. 120 mã 651 cho em này. Em có một em hàng thu nhá mọi nhá. Hàng mùa thu này. Em này phi size dưới 65 cân, hàng mùa thu nhưng mà nó vẫn là đảm bảo độ ấm cho mọi người. Nếu mà mọi người chị nào mà cảm giác béo béo mặc những con này lên thì chỉ cần mặc mỏng như này thôi, không cần mặc dày, hoặc là miền Nam hoặc là miền những cái miền nó không quá lạnh mọi người, những con này thì hợp lý. Dưới 65 cân ạ, 100.000 mã là 866 đấy. Con hàng thu của nó thì nó lại kiểu rất là đẹp và màu rất đẹp cơ. Dưới 65 cân nhá, 65 cân quay đầu đẹp ạ. 100.000 mã là 673, 676 đây. Dày, chất đẹp. Đó, ok. Hàng thu nó không
đến lúc mọi người hỏi hàng em hàng thu em cũng không có. Toàn những con hàng toàn hàng đông giày thôi. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này là 120, mã là 867. 120 mã số là 867 cho em nhá. Tiếp đỉnh của chóp luôn. Sắt giày nhá. S và M dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã số 52. 120.000 mã số là 52 cho em này. Con họa tiết này dễ mặc xinh lắm. Nói chung là dư ấn 867 chưa chị Hà. S và M dưới 55 cân ạ. 120 mã số 6 nhá mọi nhá. 120 UB. Cái con như này phối lên xinh. Em này mọi người mặc với nỉ đi ạ. Phối với nỉ hoặc là phông ấy, đẹp lắm, phông phi size ạ. Nhưng em này mắc chỉ đánh size M thôi mọi người nhìn không? Nhìn to vậy nhưng mắt chỉ đánh size M này đó. Các bạn trẻ mà phối được phong cách này quá đẹp luôn. À, em này em tư vấn 55 cân quay đầu, 48 đến 55 cân nhá. Mặc theo kiểu phi size rộng đấy ạ. 120 mã là 635, chất rồi. 120 mã là 635 nhá. Đây này, con sợi như này. Mẫu hàng này nó ít. Mình sợi của nó rất là bóng và đẹp luôn này. Đó. Em này các chị có cân nặng 55 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. 120 mã là 922, chất đẹp đấy. Chất xịn đấy. 120 mã số là 922 cho em các bạn nhé. Không cần quá cầu kỳ ạ. Em này ạ, 55 đến 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Dưới 65 cân ạ. 120 mã là 955. 120 mã là 955 cho em ạ. Của em lông thỏ còn mạc nhé. Ôi, không suy nghĩ luôn này. 40 đến 52 cân, lông thỏ còn mạc luôn. 52 cân quay đầu mặc đẹp. 120 mã là 939 này. Những con lông thỏ trắng rất là đẹp, trông nó sang chảnh ấy. Em này các chị là phi size màu trắng nhá, oversize cho em dưới 65 cân. 120 mã là 902. 120.000 mã số là 902. Chốt tiêu chị Hoài cơ. Lông thỏ size S. Rất xinh luôn, nhìn chảnh lắm ạ. Size S lông dày ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 634. 120.000 mã số là 634 cho em nhá. 939 chị Kiều Bông. 55 đến 65 cân này. 65 cân quay đầu mặc đẹp. 120 mã là 994. 120.000 ạ. Ui, chiếc len từng này. Len từng này các bạn trẻ thì rất là thích luôn. Chỉ S và M nhỏ thôi, em này 53 cân thôi. Đây, sợi rõ ràng luôn. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 772 nhá. Theo tư chị Bùa Thu. 120 mã 772 nha này. Dày bịch và rất đẹp luôn. Em này các chị 60 cân quay đầu. Những con họa tiết này lên với sơ mi trắng đẹp. S, M, L, 60 cân. Chị Hạnh Lucy 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã số 20, chất rất thích luôn. 94 cho chị Hân Hân. Nó giả vu xì rất là đẹp luôn ạ. Có cúc đấy. Em này ạ, các chị phi size S, M, L mặc đẹp cho em này. Dưới 65 cân, 120 mã là 840 này. 120 mã 840 nha em này. Em này ạ, em này nó không phải là len mà chất của nó như là di lê dạ nhé, hàng hiếm đấy này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 65 cân quay đầu, 55 đến 65 cân nhé, màu đen phối kẻ ạ. 120 mã là 894. 20 nó chị Ami. Và cần đen nhá. Em này phổ thông chị Hân Hân. 55 cân quay đầu mặc rất xinh luôn, đen đơn rồi. Dưới 55 cân ạ, 120 mã là 696 nhá. 120 mã 696, phối màu đẹp quá. Cái này thì dành cho bạn trẻ thôi. Nó giống kiểu bằng Moschino. Em này em bán cho mọi người như hàng thu nên là hàng đông đấy ạ. Em này phi size nhá, bao nhiêu cân bán vừa. Các bạn trẻ ạ, phối với phông rất đẹp luôn. 100.000 mã là 668. Đây nè các bạn ơi, con như này nè. Đấy, họa tiết này thì làm sao mà đụng được với ai. S và M nhá. Chất dày ạ, 55 cân quay đầu mặc đẹp. 120 mã là 916 nhá. Chất dày đấy. 60 cân quay đầu S, M, L mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 120 mã số là 610. 120 mã 610 cho em này. 668 tiết nhá. Cái này trẻ này các bạn ơi. Trẻ mặc rất là đẹp luôn. Em bán cho mọi người như là hàng mùa, hàng mùa thu luôn nhá. Như cái này hàng đông. Phi size dưới 65 cân nhá. 100.000 mã là 715. Chị Minkoka. 100.000 mã 715 này. Em này các chị có cân nặng 50 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 766. 610 chị Mây Mây. 120 mã 766 cho em nhé mọi nhá. Đây hỏi tiếp tiếp này. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 65 cân. Dưới 65 cân ạ. 120 mã là 981. 120 mã 981 cho em nhé. Tiếp theo này. Xinh quá. Em này các chị chỉ S và M dưới 55 cân là size nhỏ ạ. Cái này có nhiều phiên bản to nhưng cái này size nhỏ hơi hiếm. Dưới 55 cân nhá, 120 có cúc đóng hết đây này, mã số 51. Mã số 51 cho em này. Ui da
đeo vằn nhá mọi người. Chín tám một chị Thu Hồng. 50 đến 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp, 120 má là 657, 120 má là 657 cho em này, xinh quá. Em này nhá, em này em nhớ em xuất công nhận của nó là hơn 300 tệ đây này. Mà chị Hạnh đi đi. Cái này nè, hơn 300 tệ đây mọi người nhá. Không rẻ đâu ạ. Chất của nó rất là, nó không phải dày bình bịch mà cứng co queo đâu mọi người. Cái này chất nó mềm và cảm giác rất là sướng á. Em này các chị ở cân nặng tầm 55 đến 60 cân. Em này em xuất là hơn 300 đấy. À hơn 300 tệ, nó tính 657 triệu 2 đô ạ. 120 mã số 15. Chất đẹp. Chất dày đây này. Em này phối với sơ mi thì đỉnh luôn. Đây em phối. Em của em đang mặc là oversize dưới 65 cân nhá. 120 mã là 760 này. Đây này mọi người ạ, nó cứ làm cách điệu này để cho mọi người phối với sơ mi trắng đây này. Thả xuông cái chân ra là sẽ nhìn thấy. 15 cho chị Hà Hán Hương. Nó sẽ phối lên như này, cách điệu đấy ạ. Em này phải mặc với cổ Đức, còn mặc với cổ tàu nó lại không hợp mọi người nhá. Em này ạ, thật đấy, cái này phải mặc cổ Đức, nó vẻ cổ ra đây là rất là đẹp, nhưng em đang mặc cổ tàu. 60 cân quay đầu mặc đẹp dưới 60 cân nhá. Em này 120 này, mã số là 890. Để hướng dẫn mọi người. Em này chất đẹp quá. Em này 60 cân quay đầu nhá. Đây đằng sau có một hàng cúc này mọi người. Em này ạ, chất đẹp ạ. SML dưới 60 cân nhá, 120, mã là 660 này. 120, ôi bà được con này đỉnh luôn. Em này các chị 50-60 cân ạ, lấy luôn các bạn, chất đẹp nhá, kiểu đẹp luôn ạ. 50-60 cân ạ, 120 má là 606 đây, 120 má 606 đây, trẻ dày đẹp 660 chị. Em và M dưới 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá, 120 má số 56 đây, 120 56 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ, 890 chị bông kẻ. Em thấy kẻ là em nào cũng thích. Em và M dưới 55 cân ạ, 120 má số 54. Em xong mọi người ơi, cái hàng này em bảo hành cho mọi người. Chất đẹp, giá hợp lý rồi. Em này size S ạ, à, chỗ này đằng trước là theo nhá. 40 đến 50 cân ạ. À. Như con cổ khít này mọi người mặc cổ Đức đẹp lắm. 120 mã là 688. Đây này. Em này các chị chất dày bịch luôn ạ. À. 45 đến 55 cân, dưới 55 cân chất dày nhá. Nó giống như kiểu là giả cardigan đấy ạ. 120 mã là 808. 120 mã 808. Ui. Màu này thì đỉnh chót luôn. Em thích cái dáng free size mặc rộng dễ chịu lắm. Cổ làm viền to bản nhá. Em này trên 50 cân là mặc đẹp ạ. 50 cân trở lên ạ. Nhớ đến chuyện tính Harvard luôn. Trên 50 cân ạ, 120 mã số là 36. 120.000 mã số 36 cho em nhá. Tiếp tục này, em này là bọn em mùa thu. Không, gọi là mùa thu nhưng chất dày như mùa đông. Em này là free size, các chị mặc form rộng thì lấy đi ạ. Chất mùa, chất này là chất mùa đông đấy nhá mọi nhá. Mùa đông nhưng em bán cho người như mùa thu này. 36 chị 100.000 nhá, mã số 58. 100.000 mã số 58 trên này. Em này ạ, à, S và M chất dày, 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 615. Mình cũng mua thử để mà xem. Đây là những con này mặc lên đẹp. Size này mắc đánh là size L cho em nhá. Hàng có brand riêng của nó rồi. 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 120 mã là 959. 120 mã là 959 cho em nhé mọi nhá. Em màu nâu đẹp quá này. Em này các chị có lớp nặng tầm 60-70 cân luôn. 70 cân quay đầu ạ. Mãi mà không còn 70 cân ạ. Trên 60 cân nhá. 120 màu nâu đẹp này. Mã là 825. 120 mã là 825 cho em nhé mọi nhá. 58 chị em này xem. 40-50 cân, dưới 50 cân ạ. 120 mã là 887. Nhìn cái chất pep lăng của nó là biết là phồng kẹp rồi. Nói không rõ luôn. Tiếp theo này mọi người ơi, dày nhá mọi nhá, màu kem màu này mọi người phối với phông hoặc nỉ rất đẹp luôn. Em này 60 cân quay đầu mà đẹp dày nhá. 120 mã số là 53. 120.000 mã số là 53 cho em ạ. Kẻ là đẹp rồi. Em này ạ, à, size M 55 cân quay đầu mà đẹp. 120 mã là 756 đây. 120.000 mã là 756 ạ. À. Các bà ơi, 887 chị Ngọc. 65 cân quay đầu mặc xinh nhá. 50 cân đến 65 cân. Chất luôn. Em này cũng giá 120 mã là 817. 817 này. Nói chung là nhìn quả mắc uy tín rồi. Em này các chị dưới 53 cân quay đầu S và M nhá. 120 mã là 999 này. 120 màu xanh lá nhá. Con này thì chất len ở mức vừa phải. Nó là vẫn là hàng đông nhá. Chất len mức vừa phải bạn thường này. Em lấy như hàng hè cho mọi à, như hàng thu cho mọi người nhá. 100.000 dưới 65 cân. 100.000 mã là 965. Quá sớm để thay. Cái này chốt rồi bảo chị ơi, chốt rồi nhá.
chị Lan Lan. Em này nhá. Tiếp theo, mỗi em một thì như em là em rất thích con này luôn. Hai bên này của nó là nó có cái buộc, có cái buộc bên 9, sau này. 99 chị Vân Ngô. Em này các chị có cân nặng 55 đến 65 cân nhá. 120 mã số 23. Em thử một con nhé. Đây con xanh, con xanh kẻ trong cùng kia. Đấy, trong kia đây ạ. Ừ. Quá chất nhỉ? Chưa. Đây. Con này là hàng thu nhá, nhưng mặc lên vẫn ấm này. Con này cũng 100 nghìn thôi các bạn. Mặc lên với sơ mi này lên. 23 chị Mim Coca. Nhìn cả set cả rất xinh luôn ạ. Em này các chị có cân nặng 50 60 cân có 100 nghìn thôi. Mã số em này là mã số 866. 866 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp theo này. Cái này các chị 65 cân quay đầu nhá. 50 65 cân ạ. 120 mã là 724. 120 mã 724 cho em này. Em này nhìn trông to như này như thôi nhưng mà chỉ 52 cân quay đầu hơn là mặc đẹp nhất rồi. 52 cân quay đầu nhá, dưới 52 cân ạ. 120 mã là 744. 120 mã là 744 cho em nhé mọi người nhé. Đây, mỗi em này nó là hàng đông nhá, nhưng mà em bán cho người như hàng thu này. Kẻ rất đẹp ạ, 50 đến 65 cân. Siêu đẹp luôn, trong của nó là mọi người nhìn len dày là mọi người biết mà. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 100 nghìn mã là 802. 100k mã số là 802. 744 chị mua thu. Em này oversize, hàn len sợi siêu đẹp nhá. Phi size, các chị mặc phong rộng được đẹp cực. 120, mã là 865. 120, mã là 865 cho em. Dồn hàng đây. 802 chị, la la. Các chị có con kẻ này. Đấy, con kẻ với con, hai con đấy luôn. Đấy nhá, con này thì dày bịch luôn này. Ôi, chất đẹp. Mặc lên hết là người phối ra ngay. Đây em không sơ vin này. Em này SML 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân này. 120 thôi, mã số 41. Đi đóng thùng vào cái đó. Yên tâm với mọi người luôn. Đấy, bảo hành hàng cho mọi người. Kiểm tra hàng trước khi nhận thoại, cứ gào mãi luôn. Ui đây nè. Những con mà len móc như này chắc là chẳng nghìn con mới có một con đây này. Đẹp phát trưởng luôn. Em này S và M dưới 55 cân nhá. Không gặp lại đâu. 120 mã là 617. Em này chất dày và đẹp chưa? Em này chỉ 55 cân quay đầu thôi nhá, dày bịch luôn. 55 cân quay đầu mà đẹp ạ. 120 mã số là 10 17 ạ. Có dây lụa. 617 chị Đài Trang Nguyễn. Đây con giày đẹp như này. Tôi chưa thỉnh thoảng mong tôi sâu lên cho mọi người nhá. SML họa tiết xinh chưa? Trông đơn giản và xa ấy. SML dưới 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 120. Mã số em này là mã số 90. 17 chị Messi. Mã số 90 ạ. Như con như này các bạn ơi, không thể bỏ qua luôn ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã số 600. Áo mặc mã số 9 mấy? 9. Em này ạ, các chị size dưới 55 cân quay đầu nhá. Cái này cúc đóng 100 dưới 55 cân ạ, 120, mã số là 34. 120, mã số 34 cho em nhá. 600 chị Mim Coca. S và M mặc đẹp cho em nhá mọi người. Chỗ này là cúc của nó, là cúc bọc 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 len luôn này. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã số 42. 90 không? Con giày đẹp như này. SML mặc đẹp nhất dưới 60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120 mã 808 này. Các bạn ơi lông thỏ nhá. Em này các chị 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân ạ, 120 mã là 774 này. 42 các chị La Phương Thảo. Này các bạn ơi, 55 cân quay đầu xinh mắt cả người luôn, chất đẹp thật. 55 cân quay đầu nhá, 120 mã số là 12. Những con cái màu này đẹp lắm, màu này lên luôn xuống. 60 cân quay đầu nhá. SML đều mặc đẹp dưới 60 cân ạ. 120 mã là 85. Đợi em chút. Lấy nhiều quần áo. Em này ạ, dưới 60 cân nhá. 120 mã là 685. 774 chưa chị Quang Minh Cơm. 12 chị Thanh Thủy. Em này các chị 65 cân quay đầu tôi thề đẹp. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã số 8 ạ. Màu rất đã luôn. Em này là mấy em hàng xịn luôn này. One size nhá, 60 cân quay đầu. Phối với cổ Đức, con này phối với cổ Đức. Sơ mi trắng cổ Đức rất đẹp luôn. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 74 rồi. 68
áo nam chị Vinh Coca. Hôm nay em hứa em sẽ làm cho mọi người một số like áo sơ mi trắng của Đức 50.000. Số 8 chị Vũ Lan Hương. Trước đây kể cả hàng sale để hạ của nhà em không có 50.000 đâu, nhưng mà hôm nay em sẽ làm cho mọi người số của Đức 50.000 với sơ mi mọi người mặc lên này. Em đảm bảo là đẹp. Những con như em mặc lên này, em bán cho mọi người chỉ 50-60.000 thôi. Mặc lên nó khác hoàn toàn. 65 cân quay đầu nhá, dưới 65 cân hứa là làm nhá. 120 mã số 16 đây. 120 mã số 16 cho em nhá. 120 mã số 16 cho em này. Đi lê đẹp quá. Em này ạ, 60 cân quay đầu nhá. ML 120 nhá, có cúc đóng ạ. Mã số 55. 120 mã số 55 cho em này. Ôi các bà ơi, 65 cân quay đầu họa tiết nhìn sang quá. Màu xanh thì than. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 764. 120 mã là 764 thì ạ. Dày nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 60 cân đến 65 cân. Cái size này của 65 cân quay đầu nhá, chất dày ạ. 120 mã số là 33. 71. 71. Chắc là từ lâu lắm rồi thấy ạ. Cân nặng chị Huệ Minh Diệu. Em này ạ. Em này nhìn như vậy thôi chỉ SM mà đẹp thôi, L mà không, ML cũng được nhưng mà nó không đẹp bằng SM được. SM đẹp nhất ạ. Em này 120 nhá, quả thích quả chám thì hiếm mà. Mã số là 852. 120 mã 852 là xanh lá nhá. Trên 60 cân mới mặc vừa nhá. Thỉnh thoảng con to. Trên 60 cân ạ, 60 cân trở lên chất dày đẹp ạ. 120 mã là 982. 120 mã là 982 cho em nhá. Đây ạ, những con như này ạ. Họa tiết này hiếm lắm. 52 cân quay đầu mặc đẹp. Nhìn lết căng chưa ạ? S và M dưới 52 cân nhá. 120 mã số 43. 1852 chị Hiếu Bùi. Yên tâm mọi người. Bây giờ các shop đã bắt đầu bán hàng đông lắm ẩm rồi. Thì lên này. Đây em này phù với sơ mi như em mặc vừa nãy ạ. 50-65 cân nhá, 120, mã là 679. 120, mã 679 cho em này. Tiếp tục các bạn nhá. Em này các chị có cân nặng 50-65 cân. Dưới 65 cân nhá, 120, mã là 628 ạ. Cái áo của em dưới 60 cân nhá, dưới 60 cân. 120, mã là 88 này. 120, mã 88. 679 chị Bảo Vũ. Nó có cúc đóng lên này. 120, mã 88 nhá. Đây mà có một xanh lá luôn. Con này chất đẹp dã man, xanh lá không thể sai lầm. 628 chị Hoàng Trang. Trời ơi. Này bà nào có cân nặng dưới 60 cân nhanh tay khẩn trương. SML nhá, 120, mã số là 690 này. Xinh thật. Tiếp theo này. Ui giời ơi. Em này các chị 60 cân quay đầu đầy đủ cúc nhá, dưới 60 cân ạ. 120, mã là 945. 120, mã là 945. Len sợi hơi bị hiếm. Len sợi nhá mọi người nhìn này. Đen đẹp luôn ạ. 48 đến 45 đến 55 cân ạ. Dưới 55 cân ạ. 120, mã số 7 ạ. Áo của bóng mặc là mã 690. Có người chốt đúng không? Đây, chất dày đẹp chưa? Có người chốt không? Có. Không chốt này phí. Đẹp thế này. 40, 50 cân, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 975. Toàn con xinh thôi. 88 chị Lan Vũ. Đây con đen số 7 các bạn nhá. Tôi mặc con đen này nhá, dày bịch luôn, dày bịch và rất là đẹp luôn. Màu đen với màu trắng 10 điểm. Đây còn có khuy nữa chứ. Em này các chị 60 cân quay đầu này. 60 cân quay đầu bằng xinh như em nhá, 120.000 thôi mọi người ạ. Mã số này là 807. 807 cho em nhé mọi người nhá, 807 cho em này. Theo màu cam nhá, màu hồng có nhiều, màu cam không có đâu, màu cam này sáng da lắm. 50 đến 60 cân ạ, 120, mã số 33. Cam gọi là cam đào chứ không phải là cam kiểu cam chói đâu. Em này là một em bạn thường sợ nhá, chất đẹp lắm. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân ạ, 120, mã số 46 ạ. Những con như này này, chất nó mềm này, mọi người mặc lên nó không bị cứng form ấy. Em này nhá, em này là dành cho các chị có cân nặng 55 đến 65 cân, chất sợi nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120, mã số 61. Em hỏi con đen. Đây nào. Đen ở bên con xanh này, con nào? Con B à, B à. Đây hả? Ôi trời, đẹp quá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Chất đỉnh luôn. 61 chị Minh. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 thôi mọi người ơi. Mã là 919 ạ. Đây này. Đúng không? Phát biểu xem có đúng không ạ? Phi sai á, em này phải dưới 65 cân nhá. Bạn thường nhá. 120, mã là 705. Không có đâu. Ui, đẹp quá.
55 cân quay đầu, rất dày ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã số là 60 nhá. Hoàng Trang cách mới móc về đầu số điện thoại địa chỉ. Con Vạn Thừng này mới đẹp 705 cho chị Hương Nguyễn. Con Vạn Thừng này mới đẹp này, không có đụng đâu ạ. 50 cân đến 65 cân ạ, 120, mã là 934. Em này có một em mùa đông nhá, em bán cho người như hàng mùa thu luôn. Đọc giá từng chiếc chị ơi. 50 đến 60 cân ạ, 100.000, mã số là 795 ạ. 100.000 mã là 795 cho em ạ. Nhỏ xinh xinh được không ạ? Crop top màu hồng ạ. Em này các chị 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã số 62. Em đọc giá từng chiếc cho em ba luôn cho chị Phương Dương. Em này chỉ 40 48 cân thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá mọi nhá. Chất của nó là len hạt gạo. 40 48 cân nhá. Em này lấy 100.000 thôi, mã là 90 97. Nó nhỏ hơn bình thường ấy mọi người. Ui này, con này mới đẹp. Em này nó hơi big size một chút, các chị có chị ơi, lấy áo chị cho đâu mặc thì lên mã 807 ạ. Con này big size nhá mọi nhá. Chị nào có cân nặng tầm 70 80 cân ạ, em lấy mọi người 100.000 thôi. Đẹp, chất xịn, dày đẹp nhưng mỗi tội nó big size. 100.000, mã số em này là 18 ạ. Mã của em đang mặc là mã số 807 nhá mọi nhá. 807 cho em. 807. Một tím đẹp chưa? Em này nó xinh lắm, nó có giả cái túi ở đây này mọi người này. 40 cho đến 53 cân ạ. 53 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã số 2. 120.000 mã số 2 cho em nhá. Bọn em hàng hãng rồi, 50 cân đến 65 cân. Chất bạn thường đẹp chưa? 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 65 cân ạ. 120 mã là 753. 120 nữa. 753 cho em. Số. Màu tím than nhá. Nhưng con đơn này lên nhìn mình là thích này. Số 2 chị Hân Hân. Em này các chị SML mặc xinh nhé. SML mặc xinh nhé em, thấy chưa? Mặc đơn giản lên rất đẹp luôn. 120 mã là 834. 120 mã số là 834. Vàng mơ siêu đẹp nhá. Bạn thường ạ, 55 cân quay đầu mặc đẹp. Dưới 55 cân ạ, 120 mã là 851. 120 mã là 851 cho em nhá. Đây mà em, cái này là dành cho bạn trẻ, nó không phải là big size. Riêng cái dáng này nó lại là dành cho các chị thích oversize chứ không phải big size nhá. Trẻ và thích mặc với hoodie phối với cái form rộng thì mọi người lấy cái này cho em. Nó là oversize. Em này mức giá của nó là 120, dày nhá, mã số 3. 120 siêu dày mã số 3 cho em nhé. Mã số 1 chị Thảo Linh Lam. Tiếp theo này mọi người ơi. Mã em này ạ. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 mã là 636. 120 mã là 636 cho em. Đây là một em đen hàng thu nhá mọi nhá. Hàng mùa thu, chất nó vẫn là hàng mùa đông, nó là len nhưng mà em bán cho mọi người giá thu nhá. Mặc lên đẹp lắm. 50 đến 65 cân màu đen nhá, dưới 65 cân ạ. 100.000 mã là 863. 100k mã số là 863 cho em này. Dày nhá, chất dày. Em này ạ, S và M dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã số 57. 120 mã số 57 này. Đây hàng thu đây ạ. Đây mới là hàng thu chính hãng này, nhìn phát là biết xịn đây này. Hàng thu đây ạ. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 100.000 mã số 31, hàng mùa thu đấy. Đó là len nhá. Bạn thường đây mọi người ơi. S và M dưới 55 cân này. 55 cân quay đầu mặc đẹp dưới 55 cân nhá. 120 mã là 633. 834 là chị mặc. 834 cho chị Phan Trâm. Ơ, sao chậm thế? Bây giờ mọi người mới lên á. 31 cho chị Hương ra. 55 cân quay đầu mặc đẹp, con này là lẩy hạt đấy, màu phối màu đấy, không phải đơn đơn sắc đỏ. Lẩy hạt nhá, ánh xanh ánh vàng. Trên màu be. S và M, em này 120 mã là 994. 120 mã 994 cho em. 633 chị Giang Đỗ. Giang Đỗ khách mới bóc công ty đi ạ. Xinh nhỉ. SML dưới 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân ạ. 120 mã là 960. 994 chị Minh Lưu. Em này à, chất sợi nhá mọi nhá, chất len sợi không phải len ép dày đâu, chất len sợi nhá. Em này các chị size 50 đến 65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. 120 mã là 886. Chất sợi nhá mọi nhá. Đây, len thu. 57 chị Lương Phạm. Mùa thu đây ạ, 50 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ, len thu này 100.000, mã số 14. 100k, mã số 14 cho em nhé. Trời ơi, con này thì đẹp quá, mùa đông dày luôn này. Em này ạ,
60 cân, xinh lắm, mặc lên xinh lắm. Trông nó cứ như con nào mà có cái viền nhỏ 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 này em thích. 65 cân, 65 cân quay đầu mà đẹp nhá. 120, mã là 986. 120, mã số là 986 cho em ạ. Chất giấy bình 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 luôn. SML cho em nhé, bạn thường là màu xanh. SML dưới 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp. 120, mã là 767. 120, mã là 767 cho em ạ. Tiếp tục nhá. Màu kem ạ, em này ạ, chất nặng, cầm nặng tay ạ, cảm giác đầm đầm áo lắm. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 120, màu kem nhá, mã là 646. 120, mã là 646 cho em nhá. Chất sợi hiếm này, hàng sợi ít hơn. Chất sợi này mềm, dễ chịu, chị nào mặc sợi rồi mọi người sẽ không thích mặc ép ấy. Em này ạ, 50 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120, mã là 801. Hàng thu có một con đây. Em này các chị dưới 52 cân quay đầu, cổ tròn này, mặc cái cổ đức rất đẹp luôn. Mùa thu nhá, 80.000 mã là 100.000 mã là 88, xin lỗi mọi người. 100.000 mã là 88. 81 chị Tông Huế. Oversize chất mùa đông dày nhá. Phi size dưới 65 cân. 102 mã là 899 á. 767 chị Quỳnh Nga đâu. Ôi con em thường thì đẹp quá các bạn ơi. Siêu đẹp luôn. 50 đến 60 cân ạ, à. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 970 ạ. Chất xịn luôn. Chị nào cần len sợi này, len sợi dày đó. Em này ạ, à, các chị có cân ạ, à. Phi size dưới 65 cân nhá. Len sợi kiểu len tông thỏ ấy. Dưới 65 cân ạ, à. 120, mã là 693 này. 120 là 693 này. Phẳng có em mùa thu thì em sẽ đã qua cho mọi người nhé. Đây có con này của thu của Uvaliano này. 97 không chị Thanh? Size này các chị 50 đến 60 cân nhá. Sợi hàng hãng đấy nhá. 100 nghìn nhá, dưới 60 cân ạ. 100 nghìn hàng mùa thu ạ, mã là 630. Yên tâm, mọi người có nhiều cách để phối rất là đẹp luôn. Len hạt gạo hàng mùa đông, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Size S cho em này, 40-50 cân. Cái này của nó là hở lưng rẻ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 769. 630 chị Thu Hồng. 769 nha bạn. Áo mẫu mặc là mã 960 chị ơi. Áo mẫu mặc là mã 960 nhá bạn nhá. Em này ạ, à, các chị 55 cân quay đầu, 48 đến 55 cân nhá. 120, mã là 932. Áo mẫu mặc size gì? Phi size mà. 60 cân quay đầu em phải tư vấn rồi đó. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho anh. 899 cho chị Trà My. Đẹp 50 đến 60 cân. 769 chị Hạnh Di. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã số 48. 120 mã số 48 cho em nhé. Tạm cho Xiaomi chuyển đi. Em này size S 899. Chốt lại cho chị phép 5. Size S nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dáng phép 5 ạ. Dưới 50 cân ạ. 120 mã là 773. Áo của mẫu mặc là oversize. Bao nhiêu cân mặc đẹp luôn ạ. Dưới 60 cân là ok. 120 mã là 960. Đây mùa thu tiếp này. Cái con mùa thu thì nó vừa phải hơn. Nhưng mà nói chung là mọi người phối mùa thu mặc lên sẽ rất là đẹp. Em này ạ, 55 cân quay đầu mặc đẹp, mua thu về 100 nghìn nhá. Mã số là 49. Em xem có con nào mua thu em lên rồi. 93 chị Lan Vũ. Ít mua thu lắm. Em này các chị dưới 52 cân này, có dây rút eo nhá. S và M dưới 52 cân ạ, 120, mã là 849. 73 chị Thu Hiền. Đây nha, đây con này luôn ạ, con này màu đẹp dã man luôn. Em này các chị 50-60 cân ạ, nó vặn thừng như này này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã số 26 ạ. Chất đẹp luôn. 120, mã số 26 nhá. Tiếp tục ạ. Em này mắc đánh size M. Chỗ này là theo 48 đến 55 cân. 120, mã là 759. Tiếp theo ạ. Bèo nhỏ nhỏ. Em này là một em rất là phù hợp với chị Lan Vũ. 960 chị Lan Vũ. Trời ơi, 50 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Áo hoodie chất dày ạ, 120, mã là 625. Có cái chị Ruby Tuyết đấy ạ. 759 chị Thu Hoa. Trên 50 cân đến 65 cân mà con này rất đẹp ạ. 50 cân đến 65 cân nhá. 120 ạ, mã là 642. 120 mã là 642 cho em ạ. Đây này, hãng đây mọi người ơi. 50 đến 60 cân nhá, hàng hãng đấy ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 60 cân nhá. 120 mã là 726.
Mã gì đó? Còn mã 642726. Đẹp quá. 50 60 cân, dưới 60 cân ạ, 120, mã là 930. 25 chị Hà Nguyễn Thu. 930 cho em này. 726 chị Quang Minh Tâm. Em này nhá, mùa thu cho em này. Vẫn đẹp ạ. 50 65 cân hàng thu nhá, dưới 65 cân. Nói chung là hàng đông ấy, tất cả chỗ này hàng đông nhưng mà bởi vì ạ, cái chất của nó sẽ mỏng hơn bình thường một chút thôi. Mọi người mặc mùa đông vẫn được nhưng mà em bán cho hàng thu cho người để giảm giá thôi. Dưới 65 cân ạ, 100.000 mã là 714 ạ. Vẫn đẹp như thế nhá. 930 chị Hà Hoàng Thu không? Đẹp như thế không ảnh hưởng gì đâu ạ. Em này 50 cân đến 65 cân này, giày ạ, dưới 65 cân nhá, 120, mã là 792. Ôi không thiệt thòi đâu, em thiệt rồi. Con này đẹp quá. Bà ơi, 48 đến 55 cân bạn thường màu trắng ạ, dưới 55 cân, 120, mã số là 800. 42 là mã em mặc nhá, 42 là mã của em mặc. Rất dày chưa này. Mùa đông nhá. S và M, 53 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 686 ạ. Mặc di lê này trẻ ra mấy tuổi luôn, tôi thấy các bà luôn. Em này ạ, dưới 55 cân nhá, màu đen và có vặn thừng đây. Nói chung là cái này nhìn nó không rõ nhỉ, nó sẽ có vặn thừng đây này. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã là 821. 120, mã là 821, lông thỏ này. Lông thỏ này càng nhỏ mà càng xinh ạ, dày. Càng nhỏ mà càng xinh ạ, dưới 50 cân thôi, 40-50 cân ạ. 120, mã là 777 nhá, lông thỏ này. 120, mã là 742. Áo mẫu mặc mã 642 nhá. Em này chỉ size S thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dày ạ. 120, mã là 757. 120, mã là 757 cho em nhá. Chị nào cần họa tiết này. Em này các chị là có cân nặng 50 đến 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120, mã là 911. 120, mã là 777 chị Dung Võ Thu. Đây ạ, em này ạ. Em này mất cúc rồi. Chất mùa đông nhé mọi nhé. Em này S và M dưới 55 cân ạ. 120, mã là 609. 120, mã là 707 chị Huyền Huyền. Đây con này, mà em này nhá. Nó là hàng thu ấy mọi người nhá. Nó gì? Màu bán hương ạ. Mùa đông nhưng mà chất em bán được hàng thu nhất đẹp. 60 cân quay đầu ạ, 100.000, mã là 687. Một mã thôi. Em này các chị 50 cân đến 65 cân nhá. Chị Hoa Hương đấy. Đúng rồi. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã là 837. Dày nhá. Ui con này mặc lên thì xinh nhất người luôn. Áo của mẫu mặc này 687. Trên 50 cân đến 65 cân, 65 cân quay đầu nhá, 120, mã là 642 này. Ông chốt nhanh là hết rồi. Em mặc lên rồi con này nhá. Em này S và L là xinh luôn. Đúng rồi, hai mã của chị Hà Phương. 642. S, M, L 60 cân quay đầu mặc đẹp nhất, chất dày mùa đông ạ. Dưới 60 cân ạ, 120, mã là 861. Đây này. Một cano xanh nhỏ đây này. Đáng hãi chứ. Em này 40 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá, 120, mã là 691 này. Màu vàng bạn tâm này, hiếm ơi là hiếm luôn ý. Em này dưới 52 cân ạ, S và M dưới 52 cân nhá. 120, mã là 669 ạ. Con đấy, ui đằng sau có kêu sao ạ. 86 màu chị Vũ Hương. Chị lại con đấy. Màu thêm hoa. Áo mẫu không phải chốt rồi ạ. Đằng sau có theo hoa này, em quên mất con tư vấn. 642 chị Phương Bồi. Tiếp theo này, xinh chưa? Cái này là có họa tiết tối đây ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã là 762. 120.000, mã số là 762. Phương Bùi thêm mấy bao nhiêu đi nhỉ? Những con mà cứ có cổ tim, cổ V. Con này bé rồi, em mặc chật. Em này các chị có cân nặng dưới 55 cân rồi, S và M nhá. 120, mã số là 761. 120, mã là 761 cho em nhá. Màu trắng này, vặn thừng này. 55 cân quay đầu mặc xinh ạ, S và M dưới 55 cân ạ. 120, mã là 933. 120.000, mã là 933. Họa tiết các bạn nhá. Chả năm nay đợt này chả thấy ai vào hỏi họa tiết gì. 762 xinh hoàn thoại. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, S và M 120, mã là 710. Bình thường các bạn cứ hay hỏi tôi hết họa tiết đi, hay năm nay hết trên họa tiết rồi. Có hàng khuy đằng sau nhá, chất dày mùa đông ạ. 933. 55 đến 65 cân ạ, 120, mã là 648. Đây con này tôi không phải bàn đâu. Đây này trên 50 cân ạ, chất dày bình bịch luôn ạ.
50 cân đến 65 cân nhá. 120, mã số là 622. 120, mã là 622 cho em này. Tại sao năm nay em rất thích những con bạn tường, em chả biết nữa. Như nào nhưng mang lại cho mình cái cảm giác rất là trông nó hơi yểu điệu, xong rồi trông nó mềm mại ấy. Em này 50, 55 cân nhá. 120, mã là 711. 120, mã 711 cho em này. Em này oversize bạn tường hồng nhá. Rất là đẹp luôn. Không biết mọi người có thích giống em nhưng em rất thích bạn tường. Em này phi size nhá, dưới 65 cân, màu hồng rất xinh. 120, mã là 966. 966 cho em các bạn nhá. Màu đen đơn giản này. Em này mặc lễ xinh ạ. 50 cân đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120, mã là 809. 120, mã là 809 cho em nhá. Đây, con này mặc lên xinh quá. 55 đến 65 cân, cổ sâu. Để mọi người mặc cái sơ mi rất là đẹp luôn. Đặc biệt là sơ mi mà có bèo, rất đẹp. Dưới 65 cân nhá, 120, mã là 601. 120, mã là 601 cho em nhé. Con này nó là hàng thu nhé mọi nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp, hàng mùa thu nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp. 100.000, mã là 639. 100k, mã 639, đây là mùa đông này. Mùa đông ơi. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120, mã là 980. 120, mã là 980 nhé em nhé. Màu mận. Đơn sắc thôi, đơn giản, chất giày chắc ạ. Em này 40, con này của kit à. 38 đến 42 cân các bé, dưới 42 cân nhá. Em này lấy 80.000, mã là 967. Của con. Đây, em này làm hàng thu nhá, đẹp quá. 60 65 cân, dưới 65 cân hàng thu nhá. 100.000, mã là 738. Thỉnh thoảng rất ít hàng thu vào là các bà hay sướng. Mỗi em xin lên lên hàng Korea ha. Em này các chị size 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân ạ, 120, mã là 629. 120, mã là 629 nha này. Cách điệu nhá. 48 đến 55 cân, chỗ này buộc dây này. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120, mã là 750. 120.000, mã là 750 nha em ạ. Đây, mỗi em lên muối tiêu nhẹ nhàng, hai bên nó có bục lơ nhá mọi nhá. 639 chị Lan Vũ. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. Em này mức giá 120, mã là 698. 120, mã 698 nhé. 980 cho chị Lan Phú. Đây, mùa thu của các bạn này. Mùa thu nhá, trên 50 cân. 750 chị Xoa Nguyễn. Chất của nó len sợi, nó vẫn là hàng đông nhá. Mọi người nhìn mặt trong là biết ạ. Nhưng mà em bán bằng hàng thu nhá. 100.000, mã 829 ạ. Nhiều lúc nói nhiều quá quên. Còn mã nào không? Lan Phú 2 mã liền nhau ạ. Tiếp theo nhá. 698 chị Thảo Thu Lê. Em này ạ, 50, 55 cân nhá, chất dày ạ. 120, mã là 608. 120, mã 608. Xinh chưa, size S thôi ạ. Bên này có bột dây nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh ạ, dưới 50 cân. 120, mã là 788. 120, mã là 788 nhé. Tiếp theo, chỗ này của nó là len hạt gạo nhá. Chất là mức vừa phải, nó là gọi là hàng thu cũng được. Nó là hàng đông ấy, nhưng mà em bán theo hàng thu nhá. Chất dày vừa phải, không quá dày nhá. 48 đến 55 cân ạ, 100.000, mã là 673. 100k, mã số là 673 nha mẹ. Lên sợi nha. Có mấy con nó cũng dán nó cũng khủng đấy. Có kiểu mấy kiểu nó cũng khủng đấy mà mình còn chưa. 788 chị Huyền Nguyễn. Có một con duy nhất là không có cúc di lê mà không có khóa này. Con này 40 đến 48 cân. Chất dày đẹp nhá, dưới 48 cân. Dày đẹp nhưng mà nó không có khuy này. Lên 100.000, có một con kiểu này thôi. Mã là 918 nhá. Nào, tiếp tục. Dày bịch luôn này. 673 chị Hoa Sương rồi. Dày bịch nhá, 50 cân đến 65 cân ạ. 120, mã là 782. 120, mã số là 782 nha này. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, mã là 927 này. 120, mã là 927 cho em nhá. Con này đẹp quá. S và M, 53 cân quay đầu mặc xinh ạ. Con là phối cổ họa tiết này, chất dày đẹp. 53 cân quay đầu mặc xinh nhá. 120, mã là 824. 120 và 824 thì con như này. S và M dưới 55 cân nhá. Dưới 55 cân, 120, mã là 604. Đẹp quá. 50 cân đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 689. 689 cho em nhá. Màu tím. Cái này các chị phải có cân nặng cầm được. 55 đến 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 120 ạ. Mã số này là 30. 120, mã số 30 cho em nhá. 604 chị Hạnh GP. Đúng một con xanh lá. Xanh sáng luôn ạ. 604 Hạnh GP. S và M dưới 52 cân ạ. Xanh lá nhá. Em
em này phối với 6, 8, 9, 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 9
mã 838 ạ. Em này là một em size M nhỏ dưới 52 cân, S và M. Chỗ này họa tiết có theo nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 941. 120 mã là 941 cho em ạ. Màu nâu nhá. Em sẽ thử cho mọi người con màu nâu, chưa mặc con màu nâu cho mọi người. Em của em đang mặc S và M nhá. 100.000 và 761. Rồi, 838 chị Hạnh Jimmy. Mới biết đầu em rồi. Đây, màu nâu rất xinh luôn ạ. Em này ạ, 50 cân đến 65 cân vừa đấy. 120 nhá, mã là 803. 120.000 mã là 803 cho em này. Chất len là rất đặc sướng luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 50-57 cân. 50 60 cân được ạ. Dưới 60 cân nhá. 120 mã là 897. 897 cho em này. Em này một người phối với phong thì siêu đẹp luôn, cả nam cả nữ đều mặc đẹp nhá. 60 65 cân nam nữ đều mặc đẹp luôn, kìa. Nam trai mặc được đấy ạ. Bé trai chị nào 60 65 cân lấy đi ạ. 120 mã là 621. 823 chị Thúy Vũ mã 621. Em này đẹp quá này. S và M dưới 53 cân dày nhá. 120 mã là 8982. 897 có. 897 có. Cho chị Hạnh Jimmy. Ui xời ơi. 50 cân đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120 mã là 833. 120 mã là 833 nha em nhé bạn nhá. Con màu nâu mà nó xinh thật. Em này các chị có cân nặng 50 60 cân nhá. 65 cân quay đầu ok ạ. 50 cân đến 65 cân nhá. 120 mã là 713 này. 120 mã 713 này. Em này ạ, dưới 52 cân là mặc đẹp nhá. Đằng trước này, đằng chỗ này là có vặn thừng này. 45 đến 52 cân ạ. 120 mã là 923. Mặc cái này lên cũng được luôn. Một khu nhá. Con này là các chị size S ạ. Có rút eo. Con này bị áp nó. Cổ tim nhá. 40 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 926 ạ. 120 mã 926. Em này dưới 52 cân nhá. Chỗ này đính ngọc trai hết này. 40 đến 52 cân, dưới 52 cân ạ. 120 mã là 870. 120 mã là 870 nhá. Chất dày mình. Dày đơn sắc nhá. Em này các chị 60 đến 70 cân luôn. To nhá. 70 cân quay đầu em lấy mọi người là 100.000 mã là 618. 100k mã số là 618 cho em ạ. Màu kem chất gần bịch ạ. Em này ạ, 50 đến 60 cân màu kem nhá, mặc cái phông đen đi. Sáu mươi cân quay đầu ạ. 120 mã là 949 này. 120.000 mã là 949 cho em này. Con đấy và con này đều cùng kiểu luôn. 50-60 cân và cái chất đẹp ấy. Màu là tông màu be, tông màu pastel ấy. 60 cân quay đầu nhá. 120 mã là 8895. Con này hàng thu này. Con này các chị 50-60 cân nhá. Phối với phong đi, hàng mùa thu đấy ạ. 50-60 cân nhá. 100.000 mã là 746. 100.000 mã là 746 nhá. Tiếp tục ạ. Em này của em màu hồng nhá. Hàng hãng Paris cho em này. Em này oversize, các chị nào phối với phông hoặc nỉ hoodie thì con này tuyệt vời luôn. Oversize mặc rộng hẳn luôn ạ. Em này mắc ghi size F đấy ạ. Em này 120, mã là 844. Chị đã không có. Đâu rồi anh ơi. 746 chị Vũ Hiền. Chị Trần Đẹp hay mới bóc địa chỉ ạ? Em này ạ, chất len nha. 949 chị Yến Hải Vũ. Em này ạ, 50-55 cân ạ. 120, mã là 820. 120, mã là 820 cho em nhé bạn nhé. Con chất len này đẹp ạ. S và M dưới 55 cân nhá. 120 mã là 723 này. 120 mã là 723. Cũng một con như thế. Đây đưa chị, đưa chị con đấy đây. Để chị so sánh cho mọi người. Đây là một con hàng thu nhá. Và đây là một con hàng đông. Mọi người nhìn trên live có thể giống nhau nhưng mà chất len này cũng hơi mới bong tí nhỉ. Chất len là không giống nhau nhá. Đây ạ. Đây em so sánh cho mọi người luôn. Hàng thu và hàng đông nhá. Kiểu tương tự nhau. Chất khác nhau hoàn toàn ạ. Mọi người nhìn chưa? Bà cho chị Vũ Thảo. Đây là một em hàng thu nó mỏng hơn này, đây là hàng đông này, nhìn chưa? Nó chênh nhau giá là có vấn đề. Nhá. Chứ không phải tự nhiên người ta bán giống nhau người ta bán giá khác nhau đâu. Chất hàng đông là dày hơn.
120 mã 723 này, con này hàng thu nhá. 50 cân quay đầu mà bẹp ạ, 100.000 mã là 914 này. Thấy chưa? Em mọi người nhìn để gần. Để gần cho mọi người nhìn thấy đã led chưa? Đã ra hàng chưa? Ở đây. 829 chị Siêm Phạ. Con này có rút eo được nhá. Em này 40 đến 50 cân, dưới 50 cân ạ. Em này 120 chất hàng đông đầy nhá, mã 84. 914 chị Hà Nguyễn Thu. Size S ạ, 40 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 120, mã là 661. Thế là nhiều lúc đừng đắn đo 20.000 làm gì ạ? Mọi người nhìn như thế là mọi người nhìn rõ nhất rồi gì nữa. S và M dưới 55 cân ạ, 120, mã là 613. So sánh oan tâm Minh Thu chị Quỳnh Nga. Với em này nó là chất len sợi nhá, hàng mùa đông nhá. Chất len sợi ạ, nhìn led căng luôn mọi người nhìn nhá. Không kiểu không tí vết đấy, hàng của Wicken đấy. Size này 55 đến 60 cân nhá, cái dây là mọi người tự buộc vào được. 120, mã là 831. 120, đây hàng thu tiếp này. Em này mỏng mỏng ạ, mọi người mặc vào với phong mặc mùa thu. 661 chị Thu Hiền. 60 cân quay đầu nhá, em lấy 80.000 thôi. 80.000 ạ, 938. 80.000 mã 938 thêm ạ. Lông thỏ màu đen nhá. Lông thỏ màu đen ạ, 45 đến 55 cân. Chị biết dưới 55 cân ạ, 120, mã là 793. 120, mã là 793 thêm này. Đây này, mã lụa nhá. Chất của nó vặn thừng, S và M. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120, mã là 731. 120 mã là 731 cho em này. Size S thôi, chất dày bịch luôn ạ. Hàng hãng nhá mọi người nhá. Đó, 40 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 904. Xinh. 120 mã là 904 cho em nhá. S và M, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chất dày ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 120 mã là 832. 120 mã 832 cho em nhá. Màu xám này chất dày như. Size S ạ, chất của nó là chất len hạt gạo, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Len hạt gạo 40 đến 50 cân ạ, 120, mã số là 694. Len hạt gạo nhá. 120 mã 694 cho em này. Chị Linh Tu, chị Thúy Lành Nguyễn. Cái áo này và áo của em tương tự nhau ạ. Em này các chị có cân nặng dưới 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp này. 120 mã 713 và em này cũng dưới 65 cân. 120 mã số là 818 này. 818. 832 chị Thúy Lành Nguyễn. Em này các chị 50 cân đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120, mã là 654. 731 chị Thu Lê. Em này mùa thu nhá mọi nhá. S và M dưới 55 cân ạ, 100.000, mã số em này là 875 này. 875. Thế. Em này ạ, oversize trên 50 cân là mặc xinh ạ. Cái len của nó là len móc đây mọi người ạ. 50 cân trở lên nhá, trên 50 cân ạ. 120, mã là 743. 650 chị Bắc. Con hút đi để xinh vãi trưởng luôn. Nó sẽ như thế này này. Nói chung là đẹp. Cái này chỉ 50 cân quay đầu với S mặc xinh. Hai bên nó buộc nhé. Có mũ á. 818 chị Hạnh Lucy. 50 cân quay đầu mặc đẹp thôi. Cái này mọi người tự buộc nhé. Anh buộc nhé. 50 cân quay đầu mặc xinh nhá mọi nhá. Em này 120, mã số là 799 ạ. Chỉ có một con duy nhất. Một em lông thỏ màu hồng, hồng phớt nhé. Size S ạ, nhỏ xinh. 40-48 cân là đẹp nhất. 120, mã là 854. 120 mã 854 cho em này. Chất len dày đẹp chưa? Con này giống như của em mặc nhưng mà màu đẹp hơn. Em này các chị chất đẹp luôn ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhất. 120, mã là 882. 120 mã 882. Đây là một em hàng thu đây này. Hàng mùa đông nhưng mà em cứ bán cho mọi người mùa thu nhá. Mọi người mặc siết eo đâu đến đấy á. Chất len khá là dày. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân nhá. À, em lấy 100, chị. Mã là 640. À, phải anh. 100.000 mã 640 cho em nhá bạn nhá. Đây. Em hàng thu. Con này là mùa đông nhá. 50 đến 60 cân ạ. 100.000 mã là 814. 100.000 mã là 814 cho em nhá. Len sợi màu đỏ nhá bạn nhá. Em này các chị 50 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 100.000 mã là 730. 100k mã là 730 như con này thì quá là đẹp luôn. Hàng của Seoul ạ. S và M. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân ạ. 120. Mã số em này là 884. 120 mã 884. Dày đẹp xinh chưa này. Mặc lên xinh lắm. Em này các chị 60 cân quay đầu nhá. Cái hình này của nó làm nổi lên ấy. À, S, M, L dưới 60 cân ạ. Dày đẹp ạ. 120 mã số 56 ạ. Cầm nặng chỉ tay luôn ạ. 120 mã số 56 ạ. 640 chị Hạnh Lucy. Cười
cân đến 60 cân nhá. Em này em lấy mọi người 100 nghìn mã là 676 này. 100 nghìn mã 676 cho em nhá. Tiếp theo 6 chị Nguyễn Hằng. Em này tính hàng đông nhá, tính hàng thu cho mọi người. 50 đến 60 cân ạ, 100 nghìn mã là 790. 100 nghìn mã 790 ạ, hàng mùa đông đây. 50 đến 50 đến 60 cân hai bên là cúc nhá. 60 cân quay đầu mà này ạ, 120 mã là 770. Chốt đồ này S nhá. 50 cân quay đầu ạ, à, dáng bếp lắm ạ. 50 cân quay đầu bằng đẹp nhỏ xinh thôi. 100 nghìn, à 120, mã là 670. 120, mã là 670 cho em này. Xinh. Ôi, em này à, các bạn trẻ phối lên thì đảm bảo xinh luôn. Mọi người phối với nỉ này, phối với phông đều rất đẹp luôn. Phối sơ mi thì hơi trẻ nhưng phối lỉ và phông ok luôn. Phi size ạ, dưới 65 cân quay đầu nhá. S, M, L đều ok. 120 mã số 44. 120 mã 44 cho em ạ. Đây là một em hàng đông nhá. Cái chữ của nó dập nổi lên ạ. Chỉ size S là mặc xinh thôi. Dập nổi hẳn lên này. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân ạ. 120 mã là 785. 120 nghìn mã số là 785 này. Giả cái gần nhá mọi nhá. Dày ạ. S và M dưới 53 cân nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp dày bịch ạ. 120 mã là 704. Hàng hoàng. 102 mã 704 nhá. Em này các chị 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Hàng của Bali này. 120 mã là 658. 120 mã là 658 cho em nhá. Hàng mùa đông nhá. Em này size 55 đến 60 cân. Chất xịn lắm, dưới 60 cân ạ. 120 mã số là 989. 120 mã 989 cho em này. Lần lựa mặc cho hàng quan cho nó đẹp hẳn đi. Em này 60 cân quay đầu nhá. Con này em mặc lên thì mọi người cũng lấy thích luôn. Nó phối đẹp lắm. Bởi vì sao cái áo này có họa tiết trùng với cái áo màu trắng ấy, trông nó ăn nhập với nhau ấy. 60 cân quay đầu ạ, dưới 60 cân ạ. 102 mã số 6. 102 mã số 6 cho em nhé. Ui xinh quá, như con hồng xinh quá này. 50 đến 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp. 102 này, mã số 39 ạ. 120 mã số 39 cho em nhé. Đây là một em, nó là hàng mùa thu nhá. Số 6 chị Thương Liễu. Rất dày như mùa đông luôn ấy, nhưng mà cái này nó hơi ít vải. Em này mọi người phối với phông có cổ hoặc là áo phông free unisex rất đẹp luôn. S và M dưới 53 cân nhá. 100 nghìn mã số 20. 100k mã số 20 cho em này. 39 chị Hạnh Di. Em này size M 48 đến 53 cân nhá. 120 mã số 9. 120 mã số 9 cho em ạ. 120 nghìn mã số 9 ạ. Như con nếu con nào mà trông của nó đơn giản quá thì em cũng cảm tặng cho mọi người luôn. Còn con nào không đơn giản thì sẽ đóng không tặng nha. Ui lên sợi thì các bạn ôi sao lại lạc ở đây. Em này ạ, trên 55 cân. Trên 55 cân là mặc đẹp lên sợi nhá. 120, mã là 952. 120, mã là 952 cho em này. Đây, em này nó là mùa đông nhá mọi nhá. Chất len rồi đây. Có khối lông đây này. Em lấy như mùa thu luôn. 50 đến 60 cân ạ. 100 nghìn, mã số là 30. Con rất là đẹp xinh để mặc luôn. Đây cái con nhỏ nhỏ này mới dễ mặc này. Tính là hàng thu cho mọi người nhé. Con này là len của con, len móc. Nhỏ nhỏ này nhưng mặc len yêu lắm. 47 đến 55 cân ạ. Đây này. Mọi người nhìn thấy chưa? 55 cân quay đầu nhá. 100 nghìn ạ. Mã là 652. 100k mã là 652 cho em nhá. Tiếp tục ạ. À, 30 chốt chị. Đi xách nhá. Unisex ạ, bao nhiêu cân cũng vừa luôn. Cách này, cái này các chị phải thích mặc form thật là rộng thì mới lấy nhá. 100 nghìn mã là 885. 100k mã là 885. Ui mẹ ơi, đẹp quá này. Hàng của Melo nhá. Em này ạ, 60 cân quay đầu. S, M, L dưới 60 cân ạ. 120 mã là 66 nhá. 120 mã là 66. Chất dày bịch và rất đẹp luôn ạ. Em này ạ, các chị có cân nặng S, M, L dưới 60 cân ạ. 120, mã số là 612. 885 chưa chị nhàn đạo. Em này mùa thu nhá. Chất của nó là chất len sợi mùa thu ạ. À, 60, 65 cân ạ. 100 nghìn, mã là 745. 100 nghìn, 766. Em này có hình con cú ấy. Lấy 100 nghìn đi ạ. 60 đến 70 cân luôn ạ. 100 nghìn, mã là 653. 100 nghìn, mã 653. Em này nó có một em big size, chất len dày. 642. 60 cân trở lên nhé, trên 60 cân vì nó big size em lấy mọi người 100 nghìn, mã là 921. 952 chị Phan Trần. Em này các chị có cân nặng 50 60 cân nhé, dày bịch luôn ạ.
120 mã là 647. Cú Thảo Huyền 120 mã 647. F và M thôi nhá, mọi người nhìn rõ từng vân của nó đúng không? Màu của nó màu cốm lon ấy. F và M dưới 55 cân nhá. 120 mã là 632. 120 mã là 632. Trời ơi, bà làm một cái phong đây này. Em này 50 cân quay đầu đây. Tiểu thư bánh bèo chất đẹp dã man, quay cổ của nó làm viền đấy. Mọi người nhìn nó không phẳng với sao, nó làm viền như này này. Nó làm viền răng cưa như này này. Đó, đẹp vãi. 52 cân quay đầu nhá. Em này 120 mã là 995. Đây là dơ 3 chị Hạnh GB. Em này là hàng mùa đông nhá, nhưng mà nó là unisex tính mùa thu nha mọi người nhá. Unisex ạ, con này ạ. Phi size chị ạ, mặc form rộng lấy này, 100.000 mã là 776. Tự nhiên nhìn chị cười làm gì? Làm gì em đâu? Cái mặc áo chị ạ. 713. Em này nhá, các chị size tầm thừa 48 đến 53 chị cân, dưới 53 cân nhá. Hai bên là sẽ như này này. 100 mã số là 871. 100.000 mã 871 cho em ạ. Xinh quá. Em này các chị dưới 50 cân nhá, có rút dây này. 50 cân quay đầu mặc đẹp dáng bèo phép lăm. 120 mã là 929. 120 mã 929 ạ. Em này là một em của bọn hãng này nhiều lắm. Chất len của Montuji ở đỉnh luôn. 50 60 cân nhá. 120 mã là 964. Con này là hàng thu nhá. Được. Hàng thu nhá bạn nhá. 50 60 cân lấy 100.000. 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 100.000 mã số là 03. 100k mã số 03. Màu xám hàng thu này, con này mặc lên đẹp không ạ? Mùa thu nhá. Có hãng các thứ đầy đủ, chất cũng nét căng luôn ạ. 45 đến 52 cân ạ, 100.000 thôi, mã là 718. 100k mã là 718 đen. Ê các bà ơi, mặc con này mới đẹp này. 50 cân đến 65 cân ạ, chất lẩy hạt rõ ràng. Nó là len sợi ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 120 mã là 879. 120.000 mã là 871 chị Anh Dương HP. Chất len đẹp quá. Vừa phải nhưng mà nó là chất len xịn ạ, màu trắng tinh. Em à trắng kem nhá mọi người, trắng kem. Em này ạ, 45 đến 52 cân ạ. 120 mã là 846. Nguyễn Đạt Tiến. Em này là một em chất len rất xịn, nó có khối sợi lông thỏ ở đây nhá. Em này là các chị thích mặc form rộng thì lấy này, oversize. 120 có khối lông thỏ nhá, mã là 789. Em Dương inbox từ dưới này chỉ đi ạ. 789 cho em nhá. Con này là hàng mùa thu nhá, chất mỏng nhẹ vừa phải thôi. Em này lấy 80.000 nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp 80.000 thôi. Mặc với phông rất là đẹp luôn, mã 893. Nó là mùa thu ấy. Ui, mảnh bèo này. Này, mảnh bèo nhá. 40, 48 cân, 120, mã là 677. 120, mã 677. Ôi, chất này. Chất mùa đông xịn chứ. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, mã số em này là 968. 120 mã là 968 cho em nhé. Con này thì mic tua rua ở cổ nhé bạn nhé. Em này các chị size 48 đến 55 cân, dưới 55 cân ạ, 120. Khi mọi người phối lên thì cái áo trắng ấy nó sẽ lộ ra những cái đường ấy rất đẹp luôn. Dưới 55 cân ạ, 120 mã là 611. Này, lấy 100.000 lốc chắc thằng thu nhé, phải đông đâu ạ. Em này ạ, 50 55 cân nhá. 100.000 mã là 810 này. Đuối à. Vừa bán phá giá đồ. Vừa bán vừa tặng cho các bà. Để cho các bà con lên sợi đẹp chưa. Lên sợi nhá. Em này 50 cân đến 65 cân đây mặc cho chị xem nhá. Áo của mẫu đang mặc dưới 65 cân nhá. 100.000 đi. Đó, 713. Chị Lan Vũ. 100.000 đã 73 đi. 61 chị Hạnh GB. Mọi người mặc quanh lăm. Em này các chị ạ, S, M, L đều xinh nhá. S, M, L đều xinh luôn ạ. Em này ạ, dưới 65 cân luôn ý. Em này 120, mã là 602 nhá. 120, mã là 602. Là 93 thứ rồi rồi. Tiếp theo này. Em này có một em nó làm váy hiếm à. Hay là áo nam đúng không ạ? Lấy 100.000 nhá. Em này các chị có cân nặng size là 55 đến 60 cân ạ. 100.000 mã 605. Con này lấy 100.000 unisex nhá, rộng ạ. Mặc với phông hoặc nỉ đều ok. Unisex này các bạn trẻ thích hơn. 100.000 mã 950. Unisex tiếp này này. 100.000 nhá, bay cận vừa mã 993. Mấy con unisex của các bạn trẻ thích luôn này. Nhiều
em nhìn khó lắm. Bà size S thôi. Chất dày đẹp chưa? Họa tiết răng sói nhá. Em này các chị 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 737. 120 mã 737 này. Lông thỏ size S nhá mọi người nhá, đằng sau có hàng cúc luôn này, lông thỏ size S ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 910. 120 mã là 910 nha em nhá. Đây, em này các chị có cân nặng size tầm 50 đến 65 cân nhá. 100.000 mã là 778 này. Tiếp theo nhá. Phan châm có đây không? Phan châm lấy con này đi, đẹp cực luôn. Thế sao em phối áo trắng nó sẽ có họa tiết trắng trên đây rồi. Đẹp quá, không quá ba màu đâu. Không quá, quá màu mè. Rất là đẹp. 40 cho đến 50 cân nhá. 120, mã là 942. Cầm lên sướng tay luôn. 120, mã là 942 em nhá, họa tiết này. Em của em đang mặc dưới 65 cân nhá. 120, mã 602 này. Mấy giờ? Em này chỉ 55 cân quay đầu mặc xinh thôi. S và M thì em mặc chật. 55 cân quay đầu mặc xinh nhá. 120, mã số 30. 30 xinh quá này, len móc nhá mọi nhá. Nó chất ở hàng đó, len móc này. Em này 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 990 này. 120, mã là 990 này. Len sợi này, len sợi của anh vừa tặng cho mọi người là di lê. Chất nó mỏng mỏng giống kiểu miền Nam hoặc là các bạn chị miền Trung mặc rất là đẹp luôn. 45 đến 52 cân nhá, mọi người mặc vào đóng thùng cũng được, à, thắt tay cũng được đấy. Em này 80.000 mà 812 nhá, nó mỏng. Nó mỏng, nó không dày, nó làm dày. Báo. Tiếp tục câu hỏi nha. Đã. Em này là của kit nhá, bé các chị nào, nhỏ xinh rồi. Bé này các chị có cân nặng tầm từ 35 đến 42 cân, dưới 42 cân nhá. Em lấy 80.000 mã là 864. Được chưa? Em này là các chị có cân nặng 60. 60 cân quay đầu ạ, 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 120 mã là 635. 120 mã là 635 trên này. Tiếp theo nhá. 42 chị Phan Sâm, 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 120 mã là 988. 120 mã. Em lấy con đấy đi, em không ưng thì cho em trả lại. Chị hãy GP. Quan tâm lại chị, em không ưng thì cho em trả lại. Con này chất mà chị đưa hàng tiền cũ. S và M dưới 55 cân ạ, 120, mã là 680, nhất nhớ nhá. Em không thích con đấy chị cho em trả lại. Chỉ em thôi nhá, người khác không được đâu. Em này áp màu. Em này áp màu một tí nhá, tặng tí xíu thôi. Áp màu nhẹ thôi nhá. Tại sao chỗ này này? 90 mất rồi. Cho chị Thu Lê. Mã tặng nhé, mã là 786 này. Cho đi là còn mã. F ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Có phối hạt này, 120 mã là 969. 120 mã 969 này, rất dày nhé. 65 cân quay đầu ạ. S, M, L, XL dưới 65 cân ạ. 120 nhé, mã số là 860. 760 thì chật ai nhé. 860 cho em nhé. Đây, chất chị rồi này. Em này 48 đến 55 cân, chất đẹp lắm, nhẹ và rất thích luôn. S và M. S cũng được đấy, 120, mã là 655. Con này là hàng mùa đông nhưng tôi bán cho bà mùa thu nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân này, 100.000 mã 708. Không biết. Mã em đâu mặc là 30. 680 từ lâu rồi. Có hai con len sợi rất đẹp này. Unisex nhá. 786 mới là nó tặng là cái con trắng này áp màu nhẹ thôi. Đây len sợi nhá. Em này phi size unisex ạ. 100.000 mã 666 này. Đây nữa này, unisex tiếp nhá. 100.000 mã là 794 này. Ôi giời. Con này chất đẹp chưa? Con này mọi người phối với nỉ hoặc phông đi ạ. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 901 này. Cầm chắc tay đó. Xanh lá nhá. Xanh lá này các chị dưới 52 cân, 45 đến 52 cân nhá. 100.000, mã số là 965 này.
794 cho chị đây. Duyên tè. Đây này các bạn, bà nào mà gọi là sao nhỉ? Chất sợi nhẹ tay mà rất đẹp và unisex nhá. Trên 50 cân mà ok chất sợi nhá. Đây. Đẹp cực, phối màu nhã lắm. Em lấy 100 nghìn nữa nhá. Mã số này là 853. 901 chị Hương chị 65 cân quay đầu, 55 đến 65 cân nhá. 102, mã là 724. Con này dày nhá mọi người nhá. Em này ạ, 65 cân quay đầu tiếp này, có đầy đủ cúc nhá. Dưới 65 cân nhá, 55 đến 65 cân ạ, 102, mã là 971. Em này các chị có cân nặng 55 cân quay đầu bằng đẹp nhá, 100.000 này, mã số 22. 724 chị cho em trơn nhá. Đen trơn này ạ, các chị có cân nặng size S thôi, 50 cân quay đầu nhá. 100.000 nhá. Chị này mấy bông tin đi ạ? Này xinh quá này. S nhá. Em này ạ, 50 cân quay đầu rồi. 50 cân quay đầu bằng đẹp nhá, 100.000, mã là 913. Đây là size S và M lấy 100.000 lốt nhá. Tôi like nhiều quá, tôi bị ngáo rồi. 91 cho chị Hoàng Trang. Tôi like nhiều quá, tôi bị ngáo rồi. Trả lời này chưa thông tin. 971 chị Thơm Nguyễn Hồng Dấu. Đúng rồi. Dạ. Dồn hết. Bà cho chị này một dãy cho chị lấy cho rơi xuống mặt. Chị quá. S và M dưới 52 cân nhá. Lấy 100.000, bây giờ bán 100.000 thôi. Còn bao nhiêu bán 100.000 lốt. Thơm Nguyễn hay mới inbox luôn thông tin đi ạ. 2 cho chị Minh Anh. Em like nhiều quá, em bị choáng hết rồi. Nhiều mã luôn gặp nhau quá. Mình anh inbox địa chỉ chị ơi. Giày đẹp như thế này các bạn ơi. Em này 50-60 cân nhá, giày bịch luôn. 100.000 ạ. À. Mã số em này là 796 này. 100.000 mã 796 em này. S và M. Khách nhà mình lạ thế. Ấn lui cái đấy rồi. Đi ấn sang chỗ khác mà mất chỗ luôn. Đừng quấn vào cái cột mã. Mọi người thấy không? Em bán giá cao các bạn, mắt đông ấy trưởng bê bảo bán còn nốt bán rẻ. Bà nào ở lại tôi bán tặng cho bà. Thứ nhất dù 137 đó. S mà là dưới 60 cân nhá, 100.000, mã là 681. Đây. Con này đã like đâu mà kêu. Mà đã chạy nữa rồi. SML mặc đẹp nhé các bạn thiết này, 100.000, mã là 943. Tôi đã làm gì các bà đâu mà chạy đâu. Mua 93 chị Cú Lê. Em này nhá, các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 55 cân này, 100.000, mã là 798. 796 chị Hương chị. Màu hồng, Clinic siêu đẹp nhá. We are Clinic. Em này các chị có cân nặng phi size nhá. Con này các chị tầm 55 cân. 48-55 cân nhá, 100.000, mã là 957. Đây con này nó là chất len sợi vừa phải nhá. Em này các chị 48-55 cân này. Mình nhìn nó, đấy đẹp lắm. Vừa phải nó không dày. 48-55 cân ạ, 100.000, mã là 720. 100.000, mã 720 này. Con này hai bên có nơ buộc. 798 chị Thảo Thu Lê. Nơ buộc nhá. Chị Duy Nhi hay mới góp tên nhá. 100.000 lớp. Ai cười đấy buồn buồn. Em này ạ, 55 đến 65 cân nhá, 100.000, mã là 954. 100.000, mã là 954 cho em này. Tiếp theo ạ, em này các chị có cân nặng 50 đến 50, 50 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ, 100.000, mã là 951 này. Cái này nó hơi đặc biệt một chút, em sẽ bán 80.000 thôi. Bởi vì là nó là một em khoác size S có mũ nhá, 40 đến 48 cân. Mẹ trẻ con người lớn đều ok nhá, dưới 48 cân ạ, 80.000, không có cúc ạ, mã là 741. Đặt khác. Xinh quá này. Đằng sau nó xẻ như này nhá, sơ mi trắng vào là hợp luôn. 45 đến 55 cân ạ, 100.000, mã là 872. 796 không nhỉ? Sợi là 796. Chất len sợi mùa thu nhá bạn nhá. Oversize cho em này. Em này là 50 cân đến 65 cân nhá, 100.000, mã là 708 này. 970 đưa chị Minh Anh. Đây là một em len thừng nhá bạn nhá. Len thừng đẹp chưa? 55 đến 65 cân ạ, 100.000, mã là 618. Cái này 2S thôi nhá, 72 chị Châu Loan. Chất đẹp ạ, theo ạ. 40 đến 50 cân. 50 cân quay đầu bằng đẹp ạ, 100.000 nhá, mã số là 688 này, chất dày. Sợi nhá mọi nhá. Cái này nặng, thịt luôn.
50 60 cân ạ, 100 nghìn mã số 53. 100k mã số 53 này. Em này là một em chất sợi rất là xịn luôn, nhưng mà nó là dáng unisex. Có nghĩa là dáng phải thật là rộng, các chị nào thích mặc form rộng hẳn thì mọi người lấy nhá. Form rộng hẳn thì mọi người lấy, không thì mọi người sẽ không mặc được cái này đâu. Chị nào thích mặc form rộng thôi. 100 nghìn nhá mọi nhá. Mã là 936. 100k mã 936 cho em. Em mặc thử cho mọi người một cam. Em này các chị dưới 50 đi. Dưới 55 cân nhá. Mã 100 nghìn mã 30.
trong giản dị nhé. Không, em này các chị có cân nặng 48 đến 53 cân nhá. 100 nghìn mã là 665 ạ. Trông hoa quá. Hoa này hoa sáu. Tiếp theo em này là một em di lê mọi người nhá. Váy di lê đấy ạ. Size XS ạ. 45 đến 50. Ừ con này không biết đâu. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân nhá. Em này 100 nghìn này. Mã là 937 này. 100 nghìn mã 937. Tôi sẽ like thêm 10 phút nữa nhá. Toàn những con đẹp và dày nhá. Con này rút eo được 100 nghìn thôi này. S và M dưới 55 cân nhá. Mặc lên đảm bảo xinh luôn. 100 nghìn mã là 775 này. Vâng, chị mặc lên chốt này. 136-19 có ạ, chị ấy ấy đấy á. Hôm nay tôi khỏe, tôi chiến đấu được 11 giờ nhưng bình thường 10 giờ dẹo rồi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 65 cân, xinh chưa? 65 cân quay đầu chất dày bịch nhá, 100 nghìn mã là 811 này. 100 nghìn mã 811 cho em nhá. Đừng chờ đợi nữa, hết rồi đấy. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân ạ. 100 nghìn mã là 837 này. 100k mã là 837 nha này. Bà được con này đẹp quá này. Bạn thừng nhá mọi nhá. Lét căng luôn này. Bán hơi kia. Em này các chị 50-60 cân nhá. 100 nghìn mã là 711 này. 100k mã số là 711 cho em này. Xin. Đây đây này. Lông thỏ nhá. Em như con này muốn chốt đây thôi nghỉ là đúng rồi. Em này S và M dưới 55 cân ạ. 100 nghìn nhá. Mã số là 707 này. Nghỉ được rồi. S tiếp này. 40 cho đến 50 cân, dưới 50 cân nhé. 100 nghìn mã là 785. Đủ tới hết chưa? Đủ tới hết chưa? Mà đẹp như thế khách không chốt phí lắm. Em này ạ, 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhé. 100 nghìn mã số 30. 100 nghìn mã 30. Xinh chưa? Em này các chị 48 đến 55 cân ạ, 100 nghìn mã 814 này. 100 nghìn mã 814, đây là những con chất rồi như này. Cái con gì? Dâm tố em mới bao nhiêu tiền ạ? 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100 nghìn ạ, mã số là 820. 100k mã 820 đây này. Áo của em đang mặc có chị nào đấy không nhỉ? 100 nghìn mã 811 này. Con sóc còn có 5 mắt rồi. Xinh chưa, có bèo nhá. 820 chị Trần Hải Yến. Ôi là chưa. Oversize nhá, dưới 65 cân này. 100 nghìn này, mã 883. Mặc lên như này rồi còn không chốt nữa thì biết làm nào. Đẹp như này, dày bịch như này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 45. Chất lên hạt gạo dày bịch nhá. 45 đến 52 cân ạ. 100 nghìn mã 694. Thì chân này em có lấy mong tin đi ạ. À. Màu xám này mọi người, phối đen, phối trắng đều đẹp ạ. Mã 694 á. 694 nhá. À, xin chưa. S và M 55 cân quay đầu mặc đẹp dưới 55 cân nhá. 100 nghìn mã là 613. Màu hồng nhạt nhá mọi nhá, xinh lắm. 100 nghìn mã 613. Màu kem này. Mọi nhìn không? Gân nó rõ ràng như này. Đấy. Còn cái này. Các bà không mua đâu. Phí lắm. S và M dưới 55 cân này. 100 nghìn mã là 984 nhá. 613 chị Ánh Phương. Cái này mà phông đẹp lắm này. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân nhá. 100 nghìn mã là 608 này. 100 nghìn này. Em mặc cho mọi người con này giày bịch chắc chắn này lên nhá. Em của em đang mặc là 984 chị Trang Trung. Áo của em đang mặc là mã 833. Màu kem chất giày bịch nhá. Chất dày đấy ạ, không mỏng đâu ạ. Con này cũng dày nhưng màu muối tiêu nhá. 694 chị Hà Phạm. Em này các chị 50-60 cân nhá. Màu xám, muối tiêu. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này cũng giá gói 100 nghìn nhá. Mắt đôi. 100 nghìn mã số là 50 đi. Đây này. Ôi.
Mẹ ơi, con này tôi bán 120, tôi không bán 100 nữa đâu. Chất của nó đẹp chưa? ML 50 60 cân nhá, 120 mã số 47 ạ. Không lấy là hết. 120 mã 47 cho em ạ. Màu đen nhá. Đó, chị Loan lên. Đen này màu thu, chất mỏng vừa thôi, màu thu nhá. Em này các chị dưới 53 cân ạ. Em này em lấy mọi người 80.000 mã 888 này màu thu. Cái này là mã này có người chốt rồi nhá. 814 cho chị 50. Đẹp chưa? Em này các chị 50 đến 57 cân nhá. 100.000 mã là 965. Con này em mặc một con đường gì nữa, đẹp phải trưởng ra. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá, chất dày bịch luôn ạ. 100.000 mã 779. Xanh nhá, em này chỉ dưới 55 cân thôi, S và M vẫn thường nhất. S và M mặc đẹp này. 100.000 thôi, mã số 26 ấy. Unisex dày bịch nhá mọi nha. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân ạ. 100.000 mã là 792. Dày, đẹp. 100.000 mã 792. Lên đi. Với này là chị Ân này. Em này các chị có cân nặng S và M dưới 55 cân nhá. 100.000 mã là 686 ạ. Ui này, họa tiết đẹp chưa? Em này 55 cân quay đầu nhá. S và M 55 cân quay đầu mặc xinh ạ. Mặc lên với sơ mi trắng thì tuyệt vời. 120 mã là 717. Chất dày đẹp lắm, chỗ này toàn chất dày thôi. Không có chất xấu đâu. Đây con này mặc lên mới xinh này. S thôi nhá. S và M là em đang mặc ạ. Ờ 100.000 mã số 26 này. Đừng hết nhá. Công nhận này. Cảm giác người gầy vận động cũng nhanh hơn. Trông nó đỡ bị ì ạch ấy, nó béo. Đây, con này mặc lên xinh lắm. Em này các chị S và M tiếp nhá. Hai bên có nơ rất xinh luôn. Màu xám xinh ạ. S và M nhá, 100.000 này. Mã số em này là 629 nhá. Vài chị bạn nha. 629 này, màu mận này. Màu kem này đẹp quá. Kem này các chị có cân nặng 40 cho đến 50, 52, 53 cân. Dưới 53 cân nhá, 100.000 mã là 926 này. Con này là rất dày bình thường nhá. Em này 60 đến 70 cân. Ui 7. Con này là oversize, con này phải trên 65 cân nhé. Em đang mặc size L, nhiều con em mặc không được. Trên 65 cân nhé, 65 cân trở lên. Trên 65 cân. Em này mấy mọi người mức giá của nó là 100. Trên 6 chị Hương Ly. Trên 65 cân là 100.000 mã 618. 100.000 mã 618 cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 65 cân nhé. Dưới 65 cân ạ. 100.000 mã là 895. Con này dày luôn này. 50 đến 60 cân nhá. Ủa, dưới 65 cân luôn. Dưới 65 cân nhá, 80.000 mã là 938 này. Áo của em đang mặc S và M nhỏ dưới 52 cân ạ. 100.000 mã 629 này. Ui mẹ ơi, mẹ đẹp như thế này. Áo xám cho mặc còn đấy chị em, 3629 á. Phi size 50 cân đến 65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này mức giá của nó là 100938 chị Nguyễn Giang. 100.000 mã là 743. Xinh chưa? Trông em mà giống 30 mấy tuổi đấy mọi người. Trông em giống 2, em năm nay em 18. Lông thỏ nhá, lông thỏ đen này. Các bà còn muốn mua nữa không hay là nghỉ nào? 618 chị Dung ạ. Lông thỏ đen ạ, ủa mới xinh chưa? Em này 50 60 cân ạ, à, dưới 60 cân nhá. 100.000, mã số em này là 793. Trông mặt hơi già đi. 100.000 mã 793 thôi. Muốn mua nữa không hay nghỉ à, hay là để số sau? Này em không có gì ngoài hàng đẹp. Bảy 793, 793. 793 nha, chị ấy chưa thông tin. Rồi. Mọi người muốn mua nữa không anh Tâu ơi? Cho tôi con nào đẹp không? Cho tôi máy đi, đây cái trần này ấy. Cái trần này ấy mua hàng đi, bóc đầy thông tin đi chị ơi. Giờ mới có người vào đấy á. Thế á.
Thì bao nhiêu bà cần mua nữa để tôi lại tiếp. Không, ta tôi ngủ đây. Chị Hồng Nguyễn cơ bảo cho 629 cho chị Ngọc Quỳnh Nguyễn. Ôi kìa, áo giám này có 100.000 thôi chị, hôm hôm nóc ạ. Chị muộn quá. Chị là... chị... Không, có người chốt mà đấy chị ơi. Đấy có người chốt rồi, về về. Nó là xin mà có một chiếc nào mọi người muốn mua nữa không thì em lên. Like tí nữa đi em nhỉ. Like tí nữa đi Hương. Like tí nữa đi Hương. Đang đang sale up cho các bà. Cho chị xem lại mã 629 này. Có người chốt rồi. 629 có người chốt rồi. Con màu xanh cho chị mặc cho. Thế em dùng hết cả đầu luôn. Đây, con xanh này em mặc cho mọi người nhá. Con này nhìn giống y như bọn like, mặc lên. Con này là S và M nhỏ dưới 52 cân này. Như em 60 cân này, em mặc lên chật. Nhưng mà em mặc cho mọi người xem cái mặc form đó. Con này giống như của bọn MLB ấy. Có lốc tốt. Size nhỏ thôi ạ. Dưới 52 cân quay đầu mặc xinh nhá. 100.000 này, mã là 850. Em cài 12 giờ nhá. Cái này là nhân viên nó khóc luôn, quần này đẹp chưa, dính hạt hết nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp này. Em mặc con sáng này là xem nhá. Con sáng này mặc lên chảnh, bao đẹp luôn. 52 cân quay đầu mặc xinh nhá, dưới 52 cân này. Em này 100.000, bán là 870. Con này đẹp luôn. Đây ạ. Con này là hãng nhá. 100.000 bán 870. 850 cho chị Hương Nguyễn. Bắt người ta mặc từng con này một chết không chỉ gì. Em này ạ, à, size nhỏ thôi. S, M thôi. L mặc chật này. 55 cân quay đầu là xinh nhá. 87 không chị Chi Đạo. Mặc lên xinh chưa? 55 cân là xinh quá gì nữa. 100.000 bọ. 100.000 mã số 3. Bao nhỉ? Chưa, sửa mã gì nhá. Vâng. Tư. Con này xinh nè, chất dày đẹp lắm mang. Hồng báo, hồng da beo. Em này yêu lý sách nhá, 65 cân quay đầu. S và M đẹp nhất, 65 cân nhá. Em này 100 cháu này, 100k và số 60. 100k và số 60 chất đẹp lắm. Con này các chị size nhỏ mặc cái cổ Đức lên em đảm bảo đẹp. Size S thôi nhưng em cũng mặc cho mọi người xem nhé. Size S thôi nhé mọi người. Chuẩn S thôi. 52 cân quay đầu xinh. S và M xinh chưa? Mặc cổ Đức lên thì tuyệt vời. Dưới 52 cân nhé. 100.000 bán là 655. Đây, màu xanh cốm nhé. 50 cân đến 65 cân. Xinh chưa? 65 cân quay đầu mà đẹp nhá. Dưới 65 cân này 100.000 thôi. Má 860. 100k mã 860 em nhá. 100.000 mã 860. Các bạn tôi mới mai cũng mặc 5 con chứ rồi tôi nghỉ nhá. Ôi người á. Không cần tiền nữa. Em này ở ngoài đẹp chưa? SML mặc đẹp dưới 60 cân nhá. 100.000 mã là 699. 100k mã số là 699 cho em này. Em này các chị có cân nặng 52 cân quay đầu xinh nhá. Em là màu dưới 52 cân này. 100.000 mã là 761. Của em là mã 699. Này xinh chưa này. 860 chị Loan Lê. Đây kìa, tôi chỉ có con kẻ xanh trắng nhỉ. Đấy, nhìn này. Đây ạ. Ông vua này, Hương nhìn này đâu. Em này các chị size 50, 60 cân nhé. Đây, 60 cân nhé. Em này 100.000 ạ, mã là 652. Đây nhá, con này là lên móc, rất là xịn luôn. 761 bước ruby hả? Mọi người cố gắng là giúp em kiếm thêm hồ sơ cho con. Bước ruby, bao địa chỉ gì ơi. Ôi giời, chết mất rồi. Có đi ơi, có mua bê đây ạ. 50 đến 60 cân này. Con này cực kỳ đẹp. 100.000 nhá. Mã số là 666 này. Chị Nguyễn Thị Dung. Lương kìa, tất nhiên em các chị cũng đang ủng hộ. Nguyễn Thị Dung đi bóc địa chỉ đi ơi. S là M cho em này. 690 em này ạ. 690 á. 690 là con chị lúc mặc lúc vừa lấy lâu lâu. Sao lâu rồi. Người chốt rồi. S và M nhá, dưới 55 cân ạ, 100.000 mã là 874. Chị Nguyễn Thanh Huyền, cách mấy bóc đầy đủ xuống cái địa chỉ ạ. Con này là y sách này, chất
đẹp lắm nhưng mà nó rộng lắm. Cái bọn ulit khớp này chất nó phao form nó rộng kiểu nó xuống đến những bạn trẻ mà mặc kiểu ulit sách ấy. Đó. Em là 60 cân mặc vào đây. Đó, còn bạn nào thích bạn ulit sách thì đấy con này quá đẹp. 100.000 nhá. Bạn thích quả chám. Mã số này là mã 3. Em này mà có sơ mi đen hoặc sơ mi họa tiết mặc lên là mặc đẹp này. S và M, 55 cân quay đỏ, 45 đến 55 cân nhá. Chất đành đấy ạ. 100.000. 100.000, mã là 681. Đưa chị con họa tiết ra beo chị nào. Con này size S đấy mọi người nhá, em mặc thử con này nhá. Bé 40-48 cân. Mã 3 cho chị Nguyễn Sa. Bé lắm, con này mặc cái cổ Đức lên là 40-48 cân là đẹp. Em này mức giá của nó là đây xinh lắm. Em này 100.000 nhá, mã là 781. Đây này, con da beo này chị này, AV set này. Nhanh lên thôi. Trên 50 cân nhá mọi nhá, đẹp chưa? Đó, AV set mặc lên trên 50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 100.000, mã là 936 này. Con này size S mặc lên xinh lắm đấy. Nhưng mà em mặc béo nhá. Em bị size L nên em cứ vẫn cứ thử lên cho mọi người. Mà hôm nay vừa mới gội đầu xong tóc mượt đấy. Tóc của bếp là không mặc được. Con này mọi người mặc được cổ Đức đi ạ. Size S không? Cổ Đức ấy xinh nhá. 40-50 cân. Em size L không vào được đâu. 96 chị Thơm. 100.000. Mã là 696. À 696 đi. Sửa lại. Đây là con sợi này các bà mà. Con sợi này các bà nhận được các bà sẽ cảm ơn tô. Thẩm Nguyễn này. 50-60 cân nhá. Nè, xinh lắm. Mặc trên trong một tối được. Vai nó vuông hẳn nó xinh. 50-60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 100.000, mã số là 830. Giày bịch luôn này. Tiếp. Em này 50-60 cân tiếp. 50-60 cân nhá. 100.000 này. Mã số là 647 này. Đây có con lên đưa chị con họa tiết này. Đây này. Đây này con họa tiết này lên mới đẹp này. Trắng giờ nhiều lắm chị ơi. Trắng được có em sẽ hú được to lên nhá. Em này cái 830 cho chị Đỗ Thúy. Đấy con này em bảo. Những con họa tiết em nhắm này chỉ có chuẩn thôi. 50-65 cân. Em này mức giá của nó là 100.000, mã số là 764. 647 giúp chị Hiền Nguyễn. Em nhắm thì chỉ có chuẩn mà. Em này S và M nhá. Bà thấy cả môi. Trông mọi người thấy hình ảnh của tôi lúc đầu like đâu rồi. S và M dưới 55 cân này, 100.000, mã là 964. Chị Nguyễn Giang này. Con màu nâu đẹp này. Tôi thề. Con màu nâu mặc lên ha, trông chơi á. 50 cân đến 65 cân mặc ok luôn á. 50 cân đến 60 cân nhọc được. Sáu mươi cân quay đầu nhá. Chị tao bốn giúp chị tặng nha. 60 cân quay đầu nhá. Em này mức giá của nó là 100 ạ. Mã số là 713. Đây là len sợi nhá, len sợi ạ. Unisex nhá. 50 cân đến 65 cân ạ, 100.000, mã là 993. Xinh chưa? Con này mà trong một cái áo phông cổ, phông đen có cổ lên. Đảm bảo là trên người 48 đến 55 cân, trông đơn giản rất đẹp luôn. Dưới 55 cân ạ, 100.000, mã là 9986 ạ. Đấy, mặc cái con như này nè, chốt con như này nè. Chị Dĩnh Mai giúp chị xong nhỏ. Chị 50-60 cân mặc cổ Đức đi ạ. 65 cân quay đầu luôn. 55-65 cân nhé. 100.000, mã là 895. Chị 86 giúp chị Huyền Nguyễn. Đây. Em này các chị size S mà mặc rất xinh. Có chị mát của nó bên trong nhá. Chỉ size S thôi. Em size L em vẫn giữ được chu vào cho mọi người nhá.
cho mọi người biết là cái form của nó rất đẹp, mọi người mặc cái cổ Đức ấy, xinh lắm. Em này các chị dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân ạ, 100.000, mã số là 665. Đây là cái con trẻ này, mấy con tạp liếc này, tạp liếc vàng này, trẻ này, tạp liếc xanh ở dưới ấy. Đấy, thế thôi, thôi tâm này thôi. Đấy con đấy, con họa tiết đấy, đi mang thức lên. Em này các chị có cân nặng tầm 52 cân quay đầu không nhỏ ạ? Dưới 52 cân nữa, F và M 100.000, mã là 704. 100.000, mã 704, đấy mấy con đấy đấy. Đây là, trên đây là len sợi nhé mọi nhá. Len sợi nhé mọi nhá. Sợi này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân thôi. Mặc rộng rộng đấy này, lấy 55 cân, len sợi này chất nó sẽ thô thô ấy. Đấy 80.000 nhá, mã số là 50. 83 mã số 50. Con này chất nhẹ, bay luôn. Nó phối họa tiết nhật, phối lông cừu bên ngoài đấy, hàng Korea. Em này các chị 50, 60 cân, phối với phông là đẹp nhất. 60 cân quay đầu, phối phông đẹp nhất nhé. Dưới 60 cân này, 100.000, mã là 715. Ui dồi, đây nè. Mặt cái xinh mất người luôn nè. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân là vừa nhất. Như em là mặc vừa xinh nhất thôi. Rồi, và 60 cân lấy đi 100.000 thôi, chất dày đẹp nhá. Cam kết luôn, 100.000 ạ, 60 cân quay đầu mã là 779. Bình thường cái con này là len ép thì khá là đắt này, nhưng mà nó là len sợi mỏng mỏng. Mùa thu mà ok. 50-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mà đẹp len sợi thôi, mỏng mỏng vừa vừa thu thôi. 100.000, mã số em này là mã 886 đấy. Đây, lốt con này. Crop top nhá, con này size S rồi. Em size L chui vào. Không chui được. Crop top size S. Đó, mọi người thả sơ đi ra. Size S thôi, nhưng L lít vào không được đâu. 40-50 cân ạ. Và em này mức giá của nó là 100.000, mã là 737886 chị Thu à. Size này các chị size M nhé, 48-55 cân. 55 cân quay đầu mặc xinh ạ. 55 cân quay đầu mặc xinh nhá. Một thôi chị Châu ơi. 100.000 mà số 14. Đang kiếm cố kiếm cho con lớp hộp sữa. Chị Thu Hải bóc địa chỉ chị ơi. Nghe có vẻ giống như kiểu mai hộp sữa con chưa đói nhá. Áo trắng em mặc là đánh ơi chị 48-55 cân em bán cho mọi người 50.000. Chị có 79 thôi rồi. Mới cứng nhá. 79 nữa chị. Mix ra rồi. Bán lớp cái áo trắng này bán lớp này. Có ai mua chân váy bán lớp này. À 50.000 nhá, bán tặng đấy. Mã số là 776. Kiếm 10. 14 chị Nguyễn Giang. Kiếm lớp học sữa cho con, mọi người thông cảm, nhà nghèo. Quá. 40-50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này cũng giá là 100.000, mã số em này là 32. 776 cho chị Hồng Nguyễn. 32 cho em này. 776 là áo mẫu mặc nhá. Bởi vì là con em mà không có sữa không chết nó chết. Chết đói mất mọi người. 50-60 cân này xinh lắm. 50-60 cân chất sợi nhá mọi nhá. 100.000 này, mã là 792. Ôi em nghỉ nhá. 32 chưa chị Tuyết Nguyễn. 792. Cảm ơn mọi người đã xem like. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa và tối mai nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.